Đừng để chưa khôn đã già. Tất cả sự trả giá ngu ngốc của con người là do thiếu hiểu biết, thiếu nền tảng của độ sâu tư duy, thiếu năng lực hiểu thấu bản chất cuộc sống, xã hội, tự nhiên. Chúng ta mải mê đổ lỗi cho số phận, do xã hội, hoàn cảnh xuất thân, thậm chí ngay cả với những thứ không liên quan. Ai cũng than nghèo kể khổ, nhưng chẳng ai kêu mình thiếu tri thức cả. Hy vọng rằng những lời này, kênh Tư Duy Làm Giàu giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc đời, cũng như bản chất của sự thành công. Bạn dám nhìn thẳng vào sự thật, bạn dám thách thức bản thân, thay đổi từng ngày, để rồi tạo dựng cho mình một cuộc đời nhiều ý nghĩa, nhiều niềm vui và thành công hơn mỗi ngày. Sự thật giống như ánh sáng, có lúc sẽ khiến bạn chói mắt. Nhưng nếu không có nó, bạn sẽ chẳng thể nào xua tan đi bóng đêm mù mịt đang che lấp cuộc đời mình. Trong cuộc sống không thiếu những thử thách, khó khăn đòi hỏi chúng ta phải có bản lĩnh mạnh mẽ để đối mặt. Đôi khi, chúng chính là sự thật, một thứ ta biết, ta hiểu nhưng ta không muốn nghe hay sẵn sàng chấp nhận. Tuy nhiên, thuốc đắng giá tật, sự thật mất lòng. Dù sợ hãi đến đâu, có những lúc chúng ta buộc phải nhìn thẳng vào sự thật phũ phàng để vượt qua nó. Từ đó mới có thể trưởng thành hơn. Dưới đây là 4 sự thật nghiệt ngã mà rồi ai cũng phải đương đầu và chấp nhận. Bạn đã sẵn sàng chưa? Bạn sẽ phải chết. Chúng ta đều biết mình sẽ phải chết vào một ngày nào đó. Thế nhưng, chúng ta cứ sống như thể mình sẽ còn có ngày mai và rất nhiều thời gian. Bởi lẽ, chúng ta đều sợ chết. Thế nhưng, nhiều nhà tư tưởng vĩ đại lại tin rằng, nhận thức được cái chết sẽ giúp chúng ta sống một đời tốt hơn. Khoa học cũng đồng tình với quan điểm này. Như trang Science Daily kết luận sau nhiều nghiên cứu, nghĩ về cái chết thực ra rất tốt. Nó giúp ta cải thiện sức khỏe thể chất và hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra. Hãy nghĩ xem, nếu không có cái gọi là deadline, bạn sẽ hoàn thành được bao nhiêu công việc? Cái chết cũng vậy, nó là lời nhắc nhở rằng chúng ta không thể trì hoãn mãi mãi. Nó giúp chúng ta tập trung sống một cuộc đời có ích. Nếu lỡ cứ chết đi, chúng ta sẽ không bao giờ biết cái gì là quan trọng. Cái gì là ưu tiên? Cái gì là tầm nhìn dài hạn? Cái gì là có ý nghĩa? Chúng ta sẽ không còn coi trọng người thân, bạn bè và niềm vui trong cuộc sống. Nếu cuộc đời không có điểm dừng, chúng ta sẽ không biết quý trọng những tháng ngày tồn tại mà lãng phí nó. Điều đó còn đáng sợ hơn cả cái chết. Các PhD tại Đại học Cornell từng thực hiện khảo sát 1.200 người từ 70 tuổi trở lên về bài học cuộc sống quan trọng nhất mà ai cũng cần biết. Gần như họ đều cho rằng cuộc sống thực sự rất ngắn ngủi. Họ muốn gửi gắm thông điệp này đến thế hệ trẻ, không phải để sợ hãi mà để trân trọng thời gian và biết làm nhiều điều khôn ngoan hơn. Càng trưởng thành, chúng ta sẽ càng cảm nhận được sự hữu hạn của thời gian. Vậy chúng ta nên làm gì đây? Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng. Bạn không cần tưởng tượng mình bị ung thư giai đoạn cuối. Hãy nghĩ rằng bạn đang sắp sửa đi tới một nơi thật xa và rời bỏ công việc, gia đình, bạn bè, cuộc sống mà bạn đang có. Khi biết điều gì đang chờ đợi phía trước, bạn sẽ biết trân quý mọi thứ hơn. Muốn thành công, chỉ chăm chỉ và nỗ lực thôi là chưa đủ. Chúng ta chắc hẳn đã nghe câu này cả tỷ lần. Để trở nên xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó, bạn cần 10.000 giờ luyện tập. Nhưng thật ra, điều đó không hoàn toàn đúng. Kể cả bạn có dành 10.000 giờ để tập lái xe, chưa chắc bạn đã thi lấy được bằng. 10.000 giờ ở đây đòi hỏi bạn phải tập trung vào các khuyết điểm của mình và đẩy giới hạn của bản thân lên mức không tưởng. Điều này có thể biến bạn trở thành một kẻ nghiện công việc không biết đường lui. Rồi bạn sẽ sớm bị stress, đau khổ và chết sớm. Tuy nhiên, nếu thực sự có đam mê, bạn sẽ tránh được khỏi số phận nghiệt ngã ấy. Đam mê chính là nguồn động lực bất tận giúp bạn vượt qua mọi chông gai, thách thức cuộc đời đem lại. Thậm chí, những người làm việc chăm chỉ nhờ đam mê còn sống thọ hơn bình thường. Còn lười biếng sẽ chỉ khiến cuộc đời bạn thêm ngắn ngủi hơn. Một nghiên cứu diễn ra suốt 80 năm mang tên Tetherman Study đã cho thấy, những người thành công nhất là những người sống lâu hơn cả. Những người có lối sống buông thả, tùy tiện, không có mục đích sẽ có tỷ lệ tử vong cao hơn. Đôi lúc, nỗ lực sẽ khiến con người ta mệt mỏi, căng thẳng vì luôn phải gồng mình lên để ngày ngày đối mặt với cuộc sống. Nhưng rồi khi về già và nhìn lại, bạn sẽ thấy mình đã làm điều biết bao nhiêu việc và nhận ra cuộc sống có ý nghĩa đến chừng nào. Nếu chưa tìm ra đam mê, bạn cùng đừng vội lo sợ.
Đam mê không phải là một thứ có sẵn để tìm, mà phải được tự tay bạn xây nên. Có như vậy, bạn mới có thể tận tâm với công việc được. Bạn sẽ không bao giờ hoàn toàn hạnh phúc. Chúng ta luôn coi hạnh phúc là cái đích cuối cùng. Nếu kiếm được nhiều tiền, tôi sẽ cực kỳ hạnh phúc. Nếu tôi gặp được tri kỷ, nếu tôi được thăng chức, nếu tôi, lúc nào chúng ta cũng nói thế. Nhưng sự thực là, cuộc sống chẳng bao giờ thiếu đi những lo toan và buồn bực. Tại sao ư? Vì nếu có thể hạnh phúc mãi mãi, bạn sẽ chẳng còn động lực để làm bất cứ điều gì nữa. Hạnh phúc luôn ở phía cuối đường để giúp chúng ta chăm chỉ nỗ lực, nhưng nó sẽ không kéo dài để bạn đắm chìm trong đó mãi mãi. Nói như thế không có nghĩa là cuộc sống của bạn chỉ toàn những mây đen xám xịt và u buồn. Dù có khó khăn đến đâu, hãy cứ chấp nhận những khó khăn, thách thức mà cuộc sống đánh đố chúng ta. Chỉ có như vậy, chúng ta mới trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và cảm thấy hài lòng với cuộc đời này. Do đó, đừng bao giờ cố gắng đi tìm hạnh phúc hoàn hảo, mà bạn phải biến mỗi ngày của mình đều là những khoảnh khắc hạnh phúc. Sẽ luôn có người làm bạn thất vọng. Dù thân thiết đến đâu, bạn cũng khó mà tin tưởng được tất cả mọi người xung quanh mình. Một nghiên cứu cho thấy 60% số người được hỏi đã từng kể cho người khác nghe bí mật của bản thân họ. Thậm chí, 1/4 số người tiết lộ bí mật của bản thân cho ít nhất 3 người khác. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn phải đa nghi mọi lúc mọi nơi. Bạn cần chấp nhận rằng, đôi lúc sẽ có người phản bội bạn. Nhưng về lâu về dài, bạn phải biết cách tin tưởng nhiều hơn, kể cả khi đó là chuyện quan trọng như tiền bạc. Một nghiên cứu cho thấy, những người đặt nhiều niềm tin vào người khác thường có thu nhập cao hơn hẳn so với số còn lại. Càng tin tưởng ai đó, bạn sẽ lại càng có nhiều tiền. Sẽ có lúc người khác khiến bạn thất vọng, một sự thật mà ta chẳng thể tránh được. Nhưng chúng ta vẫn nên tin tưởng nhau và học cách tha thứ sau đó. Không có sự tin tưởng, bạn không thể xây dựng một mối quan hệ lành mạnh. Không có bất kỳ mối quan hệ lành mạnh nào, bạn không thể trở nên hạnh phúc. Con người không ai là hoàn hảo. Thậm chí, người càng hoàn hảo lại dễ khiến người khác sinh nghi hơn. Vì vậy, hãy cứ chấp nhận sự thật phũ phàng trên, tìm cách vượt qua nó và hướng tới những điều tốt đẹp. Bởi cuộc đời chính là như thế đấy. Hàng ngàn năm trải qua tầng tầng lớp lớp thế hệ, mọi thứ xung quanh có thể thay đổi, nhưng bản chất con người đều giống nhau. Các lãnh đạo, chính trị gia tài ba đều giỏi nắm bắt bản chất để thu hút, xoay chuyển. Tư duy làm giàu giúp bạn tổng hợp để học nhanh. Nghiền ngẫm về cách đọc vị bản chất qua các hành vi, cử chỉ, tâm lý. Nếu bạn thực sự hiểu rõ những điều này thì tầm của bạn đã lên một mức cao hơn rất nhiều. Từ đó dễ dàng tiến lên trên con đường sự nghiệp của mình. Trong quá trình hoạt động xã hội như giao tiếp, bạn có thể nhìn thấu tâm can của người khác chỉ trong nháy mắt. Cái gọi là kỹ thuật đọc tâm trí thực có cơ sở logic và kiến thức tâm lý nhất định. Bạn không chỉ biết cách quan sát thái độ, cảm xúc của đối phương trong quá trình tiếp xúc và giao tiếp, mà còn có thể đọc ra được những dấu hiệu chỉ từ một ánh mắt, cách cười của đối phương, dấu hiệu từ cơ thể như bàn tay, chân, cách để nhìn ra sự lừa dối trong khi giao tiếp, từ đó giúp bạn có được những định hướng có nên thương lượng và đàm phán với đối phương hay không. 1. Những người hạ mình trước kẻ mạnh thường thích bắt nạt người yếu hơn. Theo quy luật, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Kẻ yếu chỉ biết cúi đầu trước kẻ mạnh để tồn tại, nhưng trước kẻ yếu hơn mình, họ lại tỏ ra kiêu ngạo, coi thường và thậm chí là sỉ nhục. Những người như vậy thiếu đạo đức, thiếu tính nhân văn, cũng không có tri thức. Họ không có tình người, không có sự đồng cảm với người khác, vì sinh tồn mà sẵn sàng hủy hoại mọi thứ. 2. Những người hay thay đổi cảm xúc. Những người tư duy rành mạch, rõ ràng sẽ có hành vi và tính cách ổn định, không bị cảm xúc chi phối. Còn những người suy nghĩ theo cảm tính thường yếu đuối, chỉ số IQ thấp, cảm xúc của họ thay đổi thường xuyên, dễ bị người khác tác động. Sự ổn định về mặt cảm xúc, nó không chỉ là một loại trí tuệ cảm xúc ở mức độ cao nhất, mà còn là một loại năng lực đáng tin cậy. Theo nhà tâm lý học, khi con người ở trạng thái giận dữ, trong đầu sẽ dễ dàng xuất hiện hiện tượng ý thức hạn hẹp. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào mặt trái của vấn đề và cố chuyện bé xé ra to. Một người cảm xúc không ổn định, khi tâm trạng không tốt, sẽ có thói quen cúi gằm mặt xuống. Họ thậm chí nổi giận với người bên cạnh,
khiến cho những người xung quanh không dám đến gần. Còn có một số người, khi cảm xúc không ổn định, trong đầu sẽ toàn nghĩ về những chuyện không vui, khó tập trung vào công việc. Khi đó họ không những làm mất thời gian của chính mình, mà còn làm ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của tập thể. Mỗi người đều có những lúc tâm trạng không tốt, nhưng người đáng tin cậy sẽ không bao giờ để mình đắm chìm vào những cảm xúc buồn bã hay giận dữ, mà sẽ tìm cách làm giải tỏa nguồn năng lượng tiêu cực đó. Họ luôn dùng thái độ tích cực nhất để xử lý công việc và đối đãi hợp tình hợp lý với những người xung quanh. 3. Luôn khen ngợi người khác chưa chắc đã là người tốt. Trong cuộc sống, con người tồn tại trăm ngàn chiếc mặt nạ khác nhau. Nhất là những tiểu nhân, họ giỏi khống chế cảm xúc hơn bất cứ ai. Cuộc sống luôn có một định luật mà bất cứ ai cũng phải suy ngẫm. Người nặng lời, thẳng như ruột ngựa, dù xấu hay tốt cũng không đáng để đề phòng. Còn những người lúc nào cũng mỉm cười, nói lời ngon ngọt, việc gì cũng đồng ý, tốt nhất nên cảnh giác cao độ. Làm người phải ghi nhớ những chân lý nào, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Lòng người như sông biển rộng, không có cách nào có thể đo lường. Chính vì vậy, đừng vội đánh giá hay xem thường người khác, cũng như đặt hết niềm tin vào bất cứ ai. Đừng coi rẻ và chống đối khi nghe lời trách mắng, cũng đừng mải chìm đắm trong những mất ngọt chết ruồi. 4. Không khoe khoang là bậc quân tử. Khổng Tử nói, quân tử không phải ở lời nói, mà là ở hành động. Nghĩa là, người đáng tin cậy là người nói năng thận trọng, hành động nhanh chóng. Nói cách khác, chính là không nên nói lời khoe khoang, nên tập trung làm tốt việc của chính mình. Người đáng tin cậy là người kiệm lời, chân thành. Họ dựa vào tài năng và nỗ lực của bản thân, tận tâm, dốc hết sức lực của mình để gặt hái được thành công trong sự nghiệp. Họ có được sự uy tín và niềm tin của người khác. Họ không bao giờ tự khoe khoang bản thân mình đã tài giỏi như thế nào. Với những người thích khoe khoang, khi mới tiếp xúc, những người đó dễ dàng cho bạn cảm giác họ là người toàn năng và cảm thấy rất hài lòng về anh ta. Nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian, đặc biệt là khi phải xử lý vấn đề, hành động và hiệu quả làm việc của anh ấy so với những lời nói ban đầu khác xa một trời một vực. Hãy làm người một cách kiên định, làm việc một cách thành thật. Việc có khả năng làm được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. Người như thế mới có thể vượt qua được với thử thách của thời gian. 5. Luôn đúng giờ. Đúng giờ, nghĩa là họ xem trọng lời hứa và xem trọng thời gian. Người đáng tin cậy, việc đầu tiên là đúng giờ. Họ biết sắp xếp thời gian biểu cho cuộc sống và công việc của mình một cách hợp lý. Họ không bao giờ muốn lãng phí thời gian của chính mình và của người khác. Một người thường xuyên đến muộn sẽ dần dần bào mòn đi sự tín nhiệm của người khác đối với bản thân mình. Bởi vì sự chậm trễ của họ không những gây hao phí quỹ thời gian của người khác, làm chậm tiến độ công việc, mà còn để người khác thấy đó là một người tùy ý, không có nguyên tắc, thiếu ý thức trong việc giữ giao kết. Họ được đưa vào danh sách những người không đáng tin cậy. 6. Cảnh giác trước người luôn nói về nỗi đau của người khác. Chắc hẳn bạn sẽ gặp những người như này ít nhất một lần trong đời. Kiểu như là, ôi người này đáng thương quá, nhưng bản thân thì họ chẳng làm gì giúp ích cho người mà họ luôn nói đáng thương. Họ thích thể hiện như thế vì bản tính thích buôn chuyện người khác. Với chuyện vui của người khác, có khi họ không nói ra. Nhưng với chuyện buồn của ai đó, họ lôi ra bàn tán và thể hiện mình là người tốt bụng quan tâm đến người khác. Thực chất đó là lôi chuyện của người khác ra để buôn chuyện, buôn về nỗi đau của người khác. Những người này rất thích lôi những nỗi buồn, nỗi bất hạnh của người khác để làm câu chuyện cho mình. Nhưng trong thâm tâm có khi đang vui về nỗi buồn của người kia. 7. Những người không quá quan tâm đến tiền rất có thể sẽ từ bỏ nguyên tắc của mình khi đối mặt với những lợi ích lớn. Bởi vì tiền thường có thể làm trỗi dậy hành vi vô đạo đức và lòng tham của con người. Là con người thì khó mà có thể hắng giọng tuyên bố mình không cần tiền, trừ phi bạn là bậc trí giả, thánh nhân. Cho nên, khi có một ai đó luôn miệng nói bản thân không quan tâm đến tiền bạc, thì phần trăm cao là họ đang nói dối, là một kẻ ngụy quân tử. Tiền nhỏ thì loại người này có thể cố diễn, nhưng một khi gặp lợi ích lớn bày ra trước mặt thì họ sẽ khó có thể khống chế được lòng tham của mình. Gặp phải loại người này bạn phải cẩn thận, vì có câu, thà chơi với chân tiểu nhân, còn hơn làm bạn với ngụy quân tử. Nhưng chúng ta cũng không nên quy chụp tất cả,
trên đời vẫn sẽ có một số ít những người thật sự là quân tử. Họ sẽ không dễ dàng từ bỏ các nguyên tắc của mình khi đối mặt với cám dỗ. Những người này sẽ kiên trì theo đuổi các giá trị đạo đức đến cùng, mặc dù điều này rất khó. 8. Bạn càng thân thiết, càng nên hạn chế xung đột lợi ích. Tình bạn được xây dựng dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Sự tin tưởng càng mạnh mẽ thì tình bạn sẽ càng lâu dài. Vì thế, mối quan hệ bạn bè có thể sẽ bị suy yếu khi xảy ra xung đột lợi ích. Do đó, hãy tránh tranh chấp lợi ích với những người bạn thân. Đó là cách tốt nhất để duy trì tình bạn bền vững. Tình bạn nên dựa trên sự hỗ trợ và hiểu biết lẫn nhau, không nên bị tổn hại bởi lợi ích. 9. Đừng lạc lối trong loại kỷ luật tự giác bị cường điệu quá mức. Đây là một quan điểm thú vị. Kỷ luật tự giác rất quan trọng, nhưng chúng ta cũng nên dành cho mình đôi chút thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. Thành thật với bản thân về mong muốn của chính mình là điều bình thường. Suy cho cùng, chúng ta cũng không phải là một cỗ máy mà phải suốt ngày giữ nguyên tắc kỷ luật. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết giữ cân bằng giữa kỷ luật và thư giãn, đồng thời tìm ra mục tiêu, động lực của riêng bạn để giúp bản thân ngày càng phát triển hơn. 10. Bình tĩnh đối mặt với sự tấn công từ người khác. Đó là cách mà một người trưởng thành thật sự dùng để bước đi trong cuộc sống. Trong trường hợp càng nguy cấp thì cuộc sống càng yêu cầu bạn phải giữ được bình tĩnh. Đó là công thức để chiến thắng. Khi một người nào đó muốn công kích bạn, bạn càng giữ được bình tĩnh thì mong muốn công kích của người đó sẽ càng bị suy giảm. Điều quan trọng là phải học cách bảo vệ bản thân trong khi vẫn duy trì sự bình tĩnh và cân bằng từ bên trong. 11. Đừng quá vâng lời. Đúng vậy, quá vâng lời và quá im lặng có thể khiến chúng ta bị xã hội bỏ lơ. Chúng ta cần chủ động theo đuổi sở thích của riêng mình, thể hiện điểm mạnh và thực lực của mình. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải lưu ý là trong khi phấn đấu vì lợi ích cá nhân, chúng ta vẫn phải biết tôn trọng người khác và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức cơ bản. 12. Công bằng thực sự đến từ năng lực cốt lõi của bạn. Đây là một quan điểm thực tế, rằng sự công bằng có thể không dành cho tất cả mọi người, mà nó phụ thuộc vào năng lực, nền tảng và may mắn của mỗi cá nhân. Mọi người đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Điều quan trọng là phải biết phát triển và tận dụng tốt năng lực cốt lõi của mình để đảm bảo bản thân luôn chiếm được lợi thế trong các cuộc cạnh tranh. Đừng ngồi yên và chờ đợi sự nhân từ của thế gian. 13. Trọng lượng của lời nói phụ thuộc vào địa vị của bạn. Đây là một quan điểm sâu sắc. Địa vị xã hội, uy tín và quyền lực ảnh hưởng đến lời nói của chúng ta rất nhiều. Bạn càng có quyền lực, địa vị càng cao, thì lời nói của bạn càng có trọng lượng. Mặc kệ nội dung là đúng hay sai. Vì thế, dù sau này bạn có đứng ở đâu, hãy nhớ xem trọng lời nói của mọi người như nhau, bất kể địa vị. Từ đó bạn sẽ thu gom được những ý kiến đúng đắn nhất. 14. Chấp nhận và bao dung sở thích của người khác. Đây là một thái độ rất tích cực và trưởng thành. Chúng ta nên tôn trọng sở thích và mối quan tâm của mọi người, ngay cả khi cá nhân chúng ta không thích hoặc không hiểu gì về điều đó. Hiểu và chấp nhận niềm đam mê của người khác có thể giúp chúng ta xây dựng các mối quan hệ rộng lớn hơn, đồng thời thể hiện những phẩm chất của sự trưởng thành và khoan dung. Kiến thức mà những người lớn tuổi để lại chính là tài sản quý giá mà chúng ta nên trân trọng và áp dụng vào cuộc sống của mình. Những trí tuệ này tuy không nhiều, nhưng nó chứa đựng triết lý của cả một đời người. Nếu chịu học hỏi và hiểu những quan điểm này, chúng ta sẽ linh hoạt hơn trong giao tiếp xã hội, đồng thời dễ dàng đưa ra những lựa chọn thông minh. 15. Những người hay phàn nàn và mất bình tĩnh vì những điều vụn vặt thực ra là những người có trái tim ngay thẳng, không thể che giấu suy nghĩ và cảm xúc của mình. Kiểu người này không giỏi che giấu và kiểm soát cảm xúc của mình, do đó khó làm nên đại sự. Nhưng họ không mưu mô và đa phần không làm những điều xấu xa. 16. Từ thái độ của một người đối với nhân viên phục vụ có thể biết được phẩm chất của họ như thế nào. Ví dụ, những người thích la mắng nhân viên bảo vệ, nhân viên dọn dẹp vệ sinh và người phục vụ thực sự không được giáo dục tốt. 17. Nếu một người luôn nói về quá khứ của họ tỏa sáng như thế nào, đỉnh cao ra sao, điều đó có nghĩa là hiện tại người đang sống không tốt hoặc ít nhất là không hài lòng với chính mình. Nếu một người luôn nói về việc bạn bè của họ tài giỏi ra sao, điều đó có nghĩa là người này đang không bằng lòng với năng lực của bản thân. 18. Nếu một người lạ nói với bạn về một dự án có thể kiếm được số tiền rất lớn mà không tốn thời gian,
công sức hay rủi ro, thì bạn nên tránh xa càng sớm càng tốt. Kiểu người này hoặc đang cố lôi kéo bạn vào một kế hoạch không lành mạnh nào đó hoặc là lấy tiền của bạn. 19. Khi một người bắt đầu nói chuyện với bạn về gia đình của họ, điều đó có nghĩa là bạn đủ an toàn để họ bày tỏ những chuyện quan trọng nhất. 20. Người không thích gây rắc rối cho người khác, đa phần cũng không thích bị người khác làm phiền. Kiểu người này thường cảm thấy khó chịu khi bị làm phiền. Nếu bạn nhờ họ giúp đỡ, khiến họ bị phá vỡ kế hoạch, họ chắc chắn nảy sinh cảm giác chán ghét, dần tránh xa bạn. 21. Người luôn nói mình lạc lối thực ra không lạc lối, mà là do lười biếng, không chịu xông pha, không dám thoát ra khỏi vùng an toàn, không thay đổi bản thân, ngại nỗ lực, lại càng không chịu cố gắng, trơ mắt nhìn mình gục ngã. 22. Nhìn vào cách ăn mặc và thói quen ăn uống của một người, bạn không thể biết người này có thực sự yêu thích sự sạch sẽ hay không. Bí quyết chính là bất ngờ đến thăm nhà, bạn sẽ biết ngay trạng thái cuộc sống của họ như thế nào. Đôi khi những gì một người thể hiện cho bạn thấy chỉ là những gì họ cố tỏ ra mà thôi. 23. Những người ghen tị với bạn thường có cùng đẳng cấp và địa vị với bạn. Người ta sẽ chỉ ngưỡng mộ và trọng vọng với những người hơn mình vài bậc. 24. Người trầm lặng nhất trong đám đông, hoặc là người rất có năng lực và trầm tính, hoặc là người kém cỏi với lòng tự trọng thấp, nhưng thực tế là người trong trường hợp trước thường chiếm đa số. 25. Khi nhiều người đang thảo luận, người chỉ nghe người khác nói mà không đưa ra bất kỳ ý kiến nào thì hoặc là thực sự không hiểu, hoặc là kiến thức cao thâm. Cũng rất đơn giản để phân biệt đối phương thật sự không hiểu hay giả ngốc, chỉ cần xem họ có thành tâm để nghe kỹ hay không. 26. Một người đứng ở cấp bậc cao bằng nỗ lực của bản thân có thể dễ dàng thấu hiểu người đứng dưới mình, nhưng người cấp thấp lại khó có thể hiểu người cấp cao, bởi lẽ họ chưa đủ kinh nghiệm và trải nghiệm. Vì vậy, bạn có thể quan sát một người khi làm chức vị cao. Nếu họ thực sự quan tâm đến nhân viên của mình thì trước đó họ cũng đã nỗ lực rất nhiều để có được ngày hôm nay. 27. Người nói giảm cân thì nhất quyết làm cho bằng được. Người nói dậy sớm thì quả nhiên dậy sớm. Người nói học ngay thì tức tốc mở ra quyển sách. Đa phần đều có năng lực tự giác cực kỳ cao, đủ tố chất làm nên chuyện lớn và tìm thấy thành công. 28. Người thích ngồi trong góc, tránh né sự chú ý hết sức có thể, thường có ý thức mạnh mẽ về ranh giới, sở hữu thế giới nội tâm phong phú, tinh thần độc lập, bản chất tinh tế và nhạy cảm. 29. Thái độ của một người đối với tiền bạc bộc lộ bản chất thật nhất của họ. 30. Người ta có thể chống lại sự tấn công của người khác, nhưng người ta không thể chống lại lời khen ngợi của người khác. Nhà tâm lý học Sigmund Freud. Nếu ai đó hỏi bạn, bạn có thích nghe sự thật không? Có thể bạn sẽ nói, không thích nghe lời thật chẳng lẽ thích nghe lời giả dối, nói thế cũng đúng. Nhưng khi ai đó nói sự thật về lỗi lầm của bạn, trong lòng của bạn chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu. Đây là bản chất của con người. Chỉ những người can đảm mới chấp nhận được những lời chỉ trích, phê bình và đối mặt với những yếu kém của mình. Có vậy thì chúng ta mới có được cái nhìn đúng về bản thân, đạt được sự tự do về tinh thần và một cuộc sống trí tuệ. 31. Hiểu được mặt tối của chính mình là cách tốt nhất để đối phó với mặt tối của người khác. Nhà tâm lý học Carl Jung. Người ta thường nói, dạ tiểu nhân khác với lòng quân tử. Nhưng thực ra câu này không đúng. Tất cả những điều ác mà bạn có thể nghĩ đến thì đối phương nhất định cũng đã từng nghĩ qua rồi. Chỉ là người có đạo đức sẽ biết kiểm soát bản thân và không ngừng phản tỉnh, trong khi những người không có đạo đức sẽ biến những suy nghĩ xấu đó thành hành động. Đôi khi, cách tốt nhất để đối phó với cái ác của người khác chính là phải hiểu cái ác trong chính trái tim mình trước đã. 32. Một người để ý cái gì nhất, thì đó chính là thứ khiến họ tự ti nhất. Giáo sư Vu Đan. Phàm là con người thì đều sẽ chú trọng thể diện. Đôi khi một người khoe khoang quá nhiều chưa chắc là họ đã tự tin. Có khi những người như thế lại là những người kém tự tin về mình nhất. Chính vì tự ti nên họ sẽ càng muốn che đậy nó bằng những lớp nền hào nhoáng, chú tâm đến nó nhiều hơn. 33. Một trong những điểm yếu chí mạng của bản chất con người là quan tâm đến cách người khác nhìn nhận mình. Nhà triết học duy tâm Arthur Schopenhauer. Sự quan tâm của chúng ta đối với người khác giống như một cái lồng,
trói chặt chính chúng ta. Ý kiến và đề xuất của người khác không quyết định bạn trở thành ai. Những gì bạn nói và những gì bạn làm mới quyết định bạn trở thành người như thế nào và bạn có cuộc sống như thế nào, chứ không phải lời nói và hành động của người khác định đoạt cuộc đời bạn. Hãy nhớ rằng, họ không có năng lực mạnh đến thế. 34. Nhân tính chỉ có thể chia sẻ, chứ không thể bị lợi dụng. Sư thầy Tịch Tĩnh. Ai muốn lợi dụng nhân tính thì chắc chắn không phải là người hiểu rõ về nhân tính. Khi bạn lợi dụng người khác có thể cảm nhận được điều đó. Sở dĩ bạn lợi dụng được họ, chỉ là vì họ cho phép bạn lợi dụng mà thôi. Khi đó hai chữ lợi dụng đã biến thành chia sẻ rồi. 35. Không có đơn thuần, thiện lương và chân thật thì cũng sẽ không có sự vĩ đại. Tiểu thuyết gia Lev Nikolaevich Tolstoy. Sự ngây thơ, lòng tốt và sự chân thật giống như những hạt giống được gieo vào lòng mỗi con người. Chỉ cần được chăm sóc cẩn thận, chúng sẽ đâm xuyên qua lòng đất và đâm chồi nảy lộc, cho ra những bông hoa muôn màu muôn vẻ mang tên mạnh mẽ, dũng cảm, tích cực. Và vĩ đại là đóa hoa đẹp nhất trong số đó. 36. Bản chất của con người không phải là cái trừu tượng vốn có của một cá nhân riêng lẻ mà thực chất là tổng hòa của mọi quan hệ xã hội. Nhà triết học Karl Marx. Là con người thì chúng ta đều sẽ có một mối liên hệ gắn bó chặt chẽ với thế giới. Cha mẹ, người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Nếu không có những mối quan hệ này, không ai có thể chứng minh rằng thế giới này có liên quan đến tôi. 37. Cuộc sống là mối quan hệ. Mối quan hệ là cuộc sống. Để cải thiện cuộc sống, chỉ cần cải thiện mối quan hệ. Sư thầy Tịch Tĩnh. Cuộc sống là các mối quan hệ. Mỗi chúng ta không thể tồn tại độc lập mà không có mối quan hệ. Chỉ bằng cách tương tác đúng đắn với tất cả các loại mối quan hệ trong cuộc sống, chúng ta mới có thể sống trọn vẹn cuộc sống của mình. Không có nhiều hơn hai con đường để phát triển nội tâm. Một là tu dưỡng nội tâm và thiền định. Hai là thông qua các mối quan hệ. Bạn lựa chọn phát triển trong các mối quan hệ hay là suy thoái để có được một cuộc sống tốt hơn. Chắc hẳn bạn đã có cho mình một đáp án chính xác. 38. Quá trình trưởng thành nội tâm là một quá trình không ngừng tự khám phá bản thân. Nếu không hiểu rõ bản thân mình trước thì chúng ta khó có thể hiểu được người khác. Nhà văn Dale Carnegie. Khi liên tục tự khám phá bản thân, chúng ta sẽ có nhiều khả năng phát hiện ra những thiếu sót của bản thân và sửa chữa chúng. Trong quá trình sửa mình, bạn cũng sẽ hiểu tại sao người khác làm và nghĩ như vậy. 39. Sự tầm thường thực sự không phải là không đạt được gì trong xã hội, mà là sự trống rỗng về tinh thần và tâm hồn. Một loại cằn cỗi bên trong. Nhà văn Giang Phan Gu. Có vẻ như thành công và nổi tiếng đã trở thành một thước đo của sự phi thường. Nhưng giàu có về tiền bạc không bao giờ bù đắp được cho sự nghèo nàn về tinh thần. Của cải có thể chỉ là con số, nhưng chiều sâu tinh thần là cả một di sản phong phú mà tiền bạc không bao giờ có thể mua và so sánh được. Một người giàu có về vật chất sẽ không bao giờ hạnh phúc được nếu họ nghèo nàn về tinh thần và tâm hồn mình. 40. Cô đơn không phải vì không có ai bên cạnh. Lý do thực sự khiến bạn cảm thấy cô đơn là không thể trò chuyện với người khác về những cảm xúc quan trọng nhất. Nhà tâm thần học Carl Jung. Hầu hết mọi người trên thế giới đều cô đơn. Sự cô đơn ẩn náu trong từng tế bào và tồn tại một cách ngoan cường khó mà chống phá. Nhưng cũng nhờ cô đơn mà con người mới có thể trưởng thành. Bởi chỉ khi cô đơn và tĩnh lặng, con người mới có cơ hội đối diện và soi xét tâm hồn của chính mình. 41. Thế giới rất đơn giản, và cuộc sống cũng vậy. Không phải thế giới phức tạp, mà là bạn đã làm cho thế giới trở nên phức tạp. Bác sĩ Alfred Adler. Hãy vứt bỏ những thứ không quan trọng. Hãy chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp. Làm cho cuộc sống của bạn đơn giản hơn và lòng bạn cũng sẽ thanh thản hơn. Cuộc đời ngắn ngủi, gian khổ thì nhiều. May mắn chỉ có đôi ba lần. Trên đường đi có cay đắng ngọt bùi. Đời người cứ vui vẻ là được. Làm người cứ đơn giản là được. 42. Con người ban đầu khi được sinh ra, bản tính vốn là sự lương thiện. Tam Tự Kinh. Khi mới sinh ra, bản chất của mọi người đều tốt, và chúng ta ai cũng giống nhau. Sau này môi trường sống và cách giáo dục đã làm thay đổi tất cả. 43. Tâm của một người ở cảnh giới nào thì ở ngoài họ sẽ sống ở trong thế giới như thế. Sư thầy Tịnh Tĩnh. Có một câu chuyện như thế này. Một hôm, Tô Đông Pha đến chùa Kim Sơn chơi với thiền sư Phật Ấn cả ngày. Hai người đối nhau luận thiền, Đông Pha hỏi Phật Ấn.
ngài thấy tôi thế nào? Phật Ấn đáp, rất trang nghiêm, giống một ông Phật. Tô Đông Pha nghe nói vô cùng phấn khởi. Phật Ấn lại hỏi Tô Đông Pha, ông thấy ta ra sao? Đông Pha thấy Phật Ấn mập tròn, lại mặc áo đen. Bèn đáp ngay, giống một đống phân bò. Phật Ấn không nói gì. Đông Pha cho rằng mình đã thắng một keo, lòng rất sung sướng. Nhưng khi về nhà thì mới biết rằng mình đã thua. Phật là Ấn lão thấy, còn Tô Đông Pha chỉ thấy ra phân bò mà thôi. Câu chuyện này giúp chúng ta ngộ ra một đạo lý, rằng người có tâm Phật thì nhìn thấy ai cũng là Phật. Người có tâm phân bò thì tự nhiên nhìn ai cũng chỉ ra một đống phân. 44. Có hai thứ trên thế giới này không thể nhìn trực diện. Một là mặt trời, hai là lòng người. Chúng ta không thể chịu đựng nổi ánh sáng chiếu trực tiếp của mặt trời là điều ai cũng biết. Còn lòng người thì sao? Cho dù thông minh đến mấy, sở hữu đôi mắt am tường đến đâu cũng khó nhìn thấu. 45. Người càng nghèo càng thích mua thể diện. Bản thân chẳng có bao nhiêu mà lại đổ dồn vào thứ không thể tạo ra giá trị ấy, để rồi cuối cùng trắng tay nhưng vẫn không biết mình sai ở đâu. 46. Tiền đề của sự tôn trọng lẫn nhau giữa người với người là tương xứng về thực lực. 47. Người càng không thể làm nên chuyện thì trái tim càng yếu đuối mỏng manh. 48. Người càng thân thiết càng khó lòng chấp nhận những thay đổi tốt đột ngột của bạn, dù là nhỏ nhất. Bạn thân có người yêu, chúng ta thường phát sinh cảm giác bất an và tủi thân vì đối phương không còn thuộc về mình. 49. Người càng thành công càng lương thiện, bởi lẽ họ không cần thiết phải so đo với đời. Điều này cũng dễ hiểu vì họ đã sở hữu rất nhiều thứ. 50. Người xinh đẹp thường rất ít chụp hình đăng lên mạng xã hội. Người giàu có thật sự không thích khoe khoang. Chân ái không cần thiết lúc nào cũng phải thể hiện bản thân yêu thương đối phương đến đâu. 51. Người trưởng thành sẽ không còn khao khát được thấu hiểu và cũng không có kiểu do dự, bứt rứt không buông một thứ gì đó, đặc biệt là tình yêu. 52. Khi một người không có lấy một ưu điểm để khoe khoang thì họ sẽ đổ lỗi rằng bản thân xui xẻo, ông trời bất công. 53. Người không biết chấp nhận khuyết điểm của bản thân thì không thể tiến bộ. 54. Không nên chia sẻ thành công hay hạnh phúc của mình với bất kỳ ai, vì thói đời bẽ bàng, chẳng có ai thật sự muốn bạn sống tốt cả, đặc biệt là những người cùng chung giai tầng. 55. Người thông minh đều phát tài trong thầm lặng, âm thầm nỗ lực. Khi bạn còn chưa nhận ra thì họ đã vượt xa cả một chặng đường dài. Ngược lại, người càng yếu kém thì mỗi bước tiến, họ đều mong muốn cả thế giới biết đến. 56. Người có ước mơ, có sự nghiệp thường không biết già đi là vì họ không ngần ngại trải nghiệm mọi thứ, không bị ràng buộc bởi tuổi tác. Đối với họ, mỗi ngày là một ngày mới, trái tim luôn có sự hiếu kỳ với thế giới. Một người luôn muốn khám phá, sống đầy nhiệt huyết thì tâm hồn luôn trẻ trung mặc cho tuổi đời lớn hơn từng ngày. 57. Người thích đi đi về về một mình thường có nhân phẩm thiện lành. Kiểu người này chắc chắn sở hữu nội tâm vô cùng phong phú. Thích ở một mình không phải là cô đơn, mà đôi khi chỉ là muốn chiêm nghiệm cuộc đời. Sống tự lập, hưởng thụ thế giới của riêng mình. Trải nghiệm càng nhiều thì con người ta càng hướng về sự tối giản, buông bỏ nhiều thứ không cần thiết để gột rửa tâm hồn. 58. Người không thích hòa nhập vào đám đông. Một là sợ phiền phức, hai là có vấn đề trong năng lực giao tiếp. Tiếp người thứ hai đa phần có bản tính tự ti, dễ tiêu cực và chưa biết cách buông bỏ thói quen so sánh với người khác. Bản chất xã hội vốn là trao đổi ngang bằng. Gió tầng nào gặp mây tầng đó, muốn giao lưu với người giỏi, trước tiên phải hoàn thiện bản thân mình. Không có đủ thực lực mà cứ cố chen chân vào những nơi không thuộc về mình, bạn sẽ mãi chỉ là kẻ ngoại đạo. Gần đây, bộ phim 30 chưa phải là hết được phát sóng, khiến cho những người nghèo cũng được chứng kiến cuộc sống xa hoa của những phụ nữ ở Thượng Hải. Cô gái 30 tuổi sở hữu ngoại hình nổi bật, lại tốt nghiệp trường đại học danh giá. Cô cùng chồng xây dựng công ty pháo hoa, rồi sau đó lui về hậu trường, trở thành một người vợ toàn thời gian. Để các con được học tập trong một trường mầm non song ngữ hàng đầu, nhà cô đã phải cắn răng vay tiền để mua một căn biệt thự cấp cao tại một khu phố đắt đỏ. Với gia cảnh như vậy, cô gái cũng muốn chen chân vào thế giới của những phụ nữ giàu có.
Tuy nhiên, thực tế tàn khốc lại tát thẳng vào mặt cô. Núi cao còn có núi cao hơn. Vào trong đó, cô không thoát khỏi cảnh bị chế giễu. Lần đầu tiên tham gia buổi họp mặt của các bà vợ, Cố Giai diện một bộ trang phục sang trọng và mang theo chiếc túi Chanel đắt giá nhất của mình. Đến nơi, cô cẩn thận đặt chiếc túi đó xuống sau lưng thì bị một phu nhân giàu có nói kháy: "Cô xem, cái ghế này có vẻ không được rộng lắm. Cô còn muốn đặt thêm một chiếc túi sau lưng. Chen chúc như vậy không khó chịu ư?" Cố Giai nhìn bốn phía, mới phát hiện ra những người khác đều thản nhiên đặt chiếc túi xuống đất. Khi buổi gặp kết thúc, mọi người cùng nhau chụp ảnh. Hôm ấy, Lý phu nhân có mang theo chiếc túi Hermes Himalayan trị giá gần 400.000 đô la Mỹ. Thấy vậy, Cố Giai rụt rè giấu cái túi của mình ra phía sau, gượng gạo chụp cho xong tấm ảnh. Hình ảnh từ phim 30 chưa phải là hết. Sau đó, khi xem lại những tấm ảnh của buổi gặp mặt được mọi người đăng tải, cô nhận ra rằng các vị phu nhân kia đã chủ động cắt mất mặt mình. Cho dù có miễn cưỡng chen chân vào giới thượng lưu, cùng người ta ngồi ăn cơm, cùng họ làm mấy việc lặt vặt, cũng chẳng thể nào khiến người ta để mình vào trong mắt. Thậm chí, bản thân còn bị họ cố tình tẩy chay. Cảm giác thua kém, Cố Giai cố gắng mua một chiếc túi Hermes phiên bản giới hạn, trong khi công ty đang mắc nợ và tiền mua nhà vẫn chưa trả hết. Cô cắn răng bỏ ra số tiền lớn như vậy để được những người phụ nữ kia tôn trọng. Nhưng cũng chính từ đó, cô bị quấn vào vòng xoáy không thể thoát ra được. Người đời có câu, sợi rơm nếu dùng để buộc bắp cải, thì sẽ có giá của bắp cải. Nếu dùng nó để buộc hải sản cao cấp, thì sẽ lại có giá trị như hải sản đắt tiền. Bị ám ảnh bởi điều này nên rất nhiều sợi rơm muốn ngoi lên cao, cố gắng buộc chặt mình vào hải sản. Tuy nhiên, cuộc đời cũng không hẳn là giống như phim. Hầu hết mọi người đều không tới mức như vậy và ai cũng khá mở lòng. Thế nhưng, vật tụ theo loài, người phân theo nhóm. Nếu cứ cố gắng gia nhập vào những hội nhóm không thật sự phù hợp với mình, bạn sẽ nhanh chóng bị đào thải. Vấn đề này cũng được thể hiện bên ngoài cuộc sống rất nhiều. Có người than phiền rằng, một tháng thu nhập của nhà tôi chỉ khoảng 20 triệu Việt Nam đồng, nhưng vợ tôi lại muốn cho con đi học với khoản học phí khoảng 15 triệu VND tháng. Vợ tôi bảo rằng chọn những môi trường đắt tiền đó rất quan trọng, sẽ giúp ích cho con mình về sau. Nhưng thật sự có phải như vậy không? Cha mẹ vốn chỉ nghĩ đến chuyện chọn môi trường thượng lưu cho con, nhưng lại không hề nghĩ đến việc con mình ở trong môi trường đó sẽ như thế nào. Những môi trường này dành cho con của những người thượng lưu. Khi con của những người lao động bình thường tiến thân vào đó, về cơ bản, họ có thể trở thành đối tượng bị khinh thường. Mình không đủ khả năng, vậy tranh ngôi cao để làm gì? Đẩy con cái mình vào những môi trường đó, sự tự tin của con mình sẽ nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự tủi hổ, mặc cảm và lo lắng. Việc cố với cao sẽ khiến bạn bị vắt kiệt trong khi không thu lại được bất kỳ lợi ích nào. Vương Thế Dân, người sáng lập nền tảng tri thức trực tuyến Yuko, đã kể đôi điều về vợ mình. Vợ ông có một người bạn cùng học MBA. Trong suốt thời gian học, người bạn đó chỉ tham gia vào các hoạt động bên lề, từ những buổi gặp gỡ cho đến những buổi tiệc. Cô ấy cho rằng mục đích chính của việc đi học này chỉ là để tăng thêm vốn xã hội. Quá đam mê tham gia các hoạt động, cô quên mất việc phải phát triển bản thân. Đến kỳ tốt nghiệp, cô gặp một số vấn đề về luận văn, nhưng lại không thể tìm được ai giúp đỡ. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì cô đã kỳ vọng. Ngược lại, vợ của Vương Thế Dân lại cân bằng được mọi việc. Cô tham gia các hoạt động vừa đủ, không quên dành thời gian để phát triển thêm tiềm lực của mình. Việc học hành của cô diễn ra vô cùng thuận lợi. Một nhà xã hội học người Mỹ đã chỉ ra rằng, mọi mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau, bản chất đều là các mối quan hệ trao đổi. Người bạn cùng lớp vì không thể nâng cao giá trị của bản thân, nên nhanh chóng trượt giá. Một khi đã không có giá trị, không có gì để trao đổi, thì dù có cố chen chân, mở rộng quen biết thì cũng vô dụng. Không có giá trị, bạn mãi chỉ là kẻ ngoại đạo. Có hai cách để thu hút người khác. Cách thứ nhất là bạn liên tục đối xử tốt với mọi người. Bạn luôn sẵn lòng giúp đỡ, ban phát ân huệ hay cho đi tất cả những thứ gì mình có. Những người xung quanh thấy lợi sẽ bám lấy bạn. Tuy nhiên, đến khi quá trình ban phát này không còn nữa, mọi người sẽ nhanh chóng bỏ đi. Đơn giản là vì bạn đã hết giá trị với họ.
Cách thứ hai là tự trau dồi thực lực của chính mình. Thực lực của bạn chính là sự hấp dẫn lớn nhất. Ngay cả khi bạn không dành sự ưu ái cho ai, mọi người vẫn sẽ vây xung quanh bạn. Mọi người sẽ luôn ngưỡng mộ và luôn muốn được kết giao với bạn. Chỉ bằng cách tăng cường thực lực bản thân, bạn mới có thể tạo dựng được những mối quan hệ bền vững. Hãy từ bỏ những mối quan hệ vô bổ và dành công sức, thời gian đó để cải thiện bản thân. Rồi lúc đó, thế giới sẽ vây xung quanh bạn. Chỉ khi bạn đủ giỏi, bạn mới có thể giao lưu với những người giỏi. Hãy quan tâm đến mình trước. 34 chân tướng cuộc sống mà bạn nên biết. Bản chất của cuộc sống chính là sự vô nghĩa. Chúng tôi đã chọn ra 5 nhà tâm lý học có ảnh hưởng đến thế giới như Freud, Jung và Adler, đồng thời rút ra 34 sự thật về cuộc sống từ những câu danh ngôn và kinh điển của họ. Hãy cùng nhau nói về cái gọi là sống. Nghe nói, trong năm 2020, có rất nhiều người suy ngẫm về cuộc đời. Loài người người chúng ta thực ra cũng chỉ là một sản phẩm tình cờ trong quá trình tiến hóa của vũ trụ. Có một triết học gia chỉ ra rằng, bản chất cuộc đời chính là vô ý nghĩa. Thế giới này tuyệt đối không dễ dàng để ai đó sống tốt. Sống ở đời là phải không ngừng tiếp nhận đau khổ, chấp nhận khó khăn. Milton Erickson, cha đẻ vĩ đại của thuật thôi miên hiện đại cho biết, bản thân cuộc sống sẽ mang đến cho bạn những nỗi đau, và trách nhiệm của bạn là tạo ra niềm vui. Còn có người cho rằng, con người vốn dĩ không có tôn nghiêm và tự do, bởi lẽ chúng ta không được tự do lựa chọn hành động của mình. Chính môi trường và xã hội sử dụng phần thưởng và hình phạt để kiểm soát hành động của chúng ta. Trên thế gian này, chân tướng của cuộc sống thực sự là như vậy ư? Cùng xem những nhà tâm lý có ảnh hưởng sâu sắc, xem họ phát hiện ra được những chân tướng nào. Alfred W. Adler nói, không có ai sống trong thế giới khách quan cả, chúng ta đều sống trong thế giới chủ quan mà mỗi thứ đều được trao cho ý nghĩa của riêng nó. Các Gustav Jung nói, hãy nhẫn nại với thế giới còn khiếm khuyết này, cũng đừng đánh giá quá cao sự hoàn hảo của mình. Sigmund Freud nói, toàn bộ hoạt động tâm lý của chúng ta gần như là đang tìm kiếm sự vui vẻ, tránh sự đau thương, và cũng tự động tiếp nhận sự điều chỉnh của nguyên tắc duy lạc, chỉ có niềm vui. Bản chất của cuộc sống chính là sự vô nghĩa. Bạn cho nó ý nghĩa ra sao, thì nó sẽ mang ý nghĩa như vậy. Hôm nay, chúng tôi đã chọn ra 5 nhà tâm lý học có ảnh hưởng đến thế giới như Freud, Jung và Adler, đồng thời rút ra 34 sự thật về cuộc sống từ những câu danh ngôn và kinh điển của họ. Hãy cùng nhau nói về cái gọi là sống. Các Gustav Jung, 1875-1961, là một bác sĩ tâm thần học, nhà tâm lý học Thụy Sĩ. Ông nổi tiếng nhờ thành lập một trường phái tâm lý học mới có tên là tâm lý học phân tích nhằm phân biệt với trường phái phân tâm học của Sigmund Freud. Và ngày nay có rất nhiều nhà tâm lý trị liệu chữa trị bệnh nhân theo phương pháp của ông. Các Jung đã đưa ra những khái niệm rất lạc quan về con người. 1. Nhiệm vụ của con người là nhận thức những nội dung xuất phát từ tiềm thức. 2. Hiểu được bóng tối của chính mình là cách tốt nhất để đối phó với mặt tối của người khác. 3. Những chuyện mà bạn vẫn chưa nhận thức ra sẽ thay đổi vận mệnh của bạn. 4. So với việc làm một người tốt, tôi thà làm một người hoàn chỉnh. 5. Bạn càng thông minh, sự đơn thuần của bạn càng ngu ngốc. Thông minh chinh phục thế giới, nhưng đơn thuần lại chinh phục được tâm hồn. 6. Bạn đừng bao giờ có cái suy nghĩ thay đổi được người khác. Phải học cách giống như mặt trời, chỉ cần phát ra ánh sáng và nhiệt. Phản ứng tiếp nhận ánh sáng mặt trời của mỗi người là không giống nhau. Có người cảm thấy chói mắt, có người lại cảm thấy ấm áp, có người thậm chí còn muốn trốn tránh nó. Trước khi hạt phá đất nảy mầm, sở dĩ không có bất kỳ hiện tượng nào, đó là bởi vì vẫn chưa tới thời gian chín muồi. Chỉ có bản thân là cứu tinh của chính mình. 7. Người khác hiểu chúng ta đôi khi còn hơn cả chúng ta hiểu chính mình. 8. Mọi thành tựu của con người đều bắt nguồn từ trí tưởng tượng sáng tạo. Vậy thì chúng ta không có quyền đánh giá thấp trí tưởng tượng. 9. Mỗi người đều có hai cuộc sống. Lần đầu tiên là sống vì người khác, lần thứ hai là sống vì chính mình. Cuộc đời thứ hai thường bắt đầu vào năm 40 tuổi. 10. Cách chúng ta nhìn nhận sự vật sẽ quyết định tất cả.
chứ không phải bản thân sự vật đó như thế nào. Ngay cả một cuộc sống hạnh phúc cũng có những nét vẽ đen tối của nó. Nếu không có nỗi buồn để đem lại sự cân bằng, vậy thì hai chữ hạnh phúc sẽ mất đi ý nghĩa của nó. Kiên nhẫn và điềm tĩnh chấp nhận mọi sự thay đổi trên thế giới là cách tốt nhất để giải quyết mọi việc. 11. Giáo dục là gì? Là những gì còn lại sau khi học sinh quên hết những gì đã học ở trường. Câu nói nổi tiếng này đã được ca ngợi và trích dẫn bởi Einstein. 12. Sau khi mắc một sai lầm đáng xấu hổ, chúng ta thường cố gắng làm như thể chúng ta chưa từng làm gì cả. Chúng ta sẽ chống lại mọi tình huống mà chúng ta đánh mất phẩm giá của mình. 13. Hành vi của con người trông thì có vẻ như là tự phát, nhưng nó thực sự được điều khiển bởi kết quả của hành động. Ví dụ, một đứa bé thỉnh thoảng gọi một tiếng mẹ, người mẹ nghe thấy liền mỉm cười và vuốt ve. Vậy là đứa trẻ học được cách gọi mẹ. 14. Con người là gì? Sự khác biệt giữa con người và những loài động vật khác đó là con người có thể ý thức được sự tồn tại của mình. 15. Mọi người thích sử dụng những gì họ cảm thấy để giải thích mọi thứ. 16. Hành vi của con người không phải tự do lựa chọn mà bị ảnh hưởng bởi môi trường và những kinh nghiệm hay kết quả mà chúng ta tích lũy được. Việc con người thực hiện một hành vi nào đó hay không thường phụ thuộc vào hậu quả của hành vi đó. 17. Người ngu xuẩn không thể có đức hạnh. 18. Hy vọng là chiếc bánh bao khi đói của người nghèo. 19. Kẻ xúc phạm người khác sẽ không bao giờ tha thứ cho người khác. 20. Khi ý chí của bạn đã sẵn sàng, bước chân của bạn cũng sẽ nhanh chóng và nhẹ nhàng hơn. 21. Đối với những người lớn lên dưới áp lực của sự giám sát, sẽ không thể nào hy vọng họ đa tài đa nghệ, không thể nào hy vọng họ có khả năng sáng tạo, cũng không thể hy vọng họ có tinh thần quả cảm hay sự tự tin. 22. Đạo đức là mục đích cao nhất của loài người, cũng là mục đích cao nhất của giáo dục. 23. Lựa chọn nội dung bài giảng trên lớp học bắt buộc phải thống nhất với trải nghiệm và hứng thú của con trẻ, có như vậy mới tạo được hứng thú cho chúng. 24. Sở thích có nghĩa là hoạt động cá nhân, sở thích cần phải nhiều mặt. 25. Tâm lý học không nên khiến người khác cảm thấy kỳ lạ hay xa lạ. Nó là thứ giúp tìm hiểu tổng quát về diện mạo vốn có của con người. 26. Một nhà giáo dục chân chính nên tránh xâm phạm tính cách của học sinh càng nhiều càng tốt. Thay vào đó, nên làm xuất hiện những nét đặc trưng trong tính cách ấy. 27. Một nghịch lý thú vị đó là khi chúng ta tiếp nhận con người của mình, chúng ta sẽ có thể thay đổi. 28. Một cuộc đời đáng sống là một quá trình, không phải một trạng thái. Nó là phương hướng, chứ không phải là trung điểm. 29. Đối với hầu hết các câu nói mà chúng ta nghe được từ người khác, phản ứng đầu tiên của chúng ta là đánh giá hoặc phán xét trực tiếp về nó, thay vì đi hiểu nó, cho phép bản thân hiểu người khác. Điều này có giá trị rất lớn, và hiểu lẫn nhau là chính phương pháp làm giàu nhân đôi cho bản thân. 30. Khi không được coi trọng hoặc khẳng định, chúng ta sẽ cảm thấy mình bị xem thường, tâm trạng cũng trở nên tồi tệ. Khi được người khác coi trọng, chúng ta trở nên cởi mở, vui vẻ và thú vị hơn. 31. Trong xã hội ngày nay, người trẻ và người có tuổi đều giống nhau, thường hỏi những câu như này: sống là vì cái gì? Sống là để làm gì? Tôi có thể nói rằng chỉ khi gặp phải khó khăn, họ mới hỏi những câu hỏi này. Một khi cuộc sống thuận lợi mọi bề, không có khó khăn, nhưng vấn đề kiểu này sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. 32. Không phải vì bạn không tốt nên mới có cảm giác tự ti. Dù là ai, dù có tài giỏi tới đâu, họ ít nhiều cũng có cảm giác tự ti. Chỉ cần có mục tiêu, tất nhiên sẽ có cảm giác tự ti. 33. Tình yêu ngọt ngào cần tới sự chân thành, tin cậy, không giấu giếm, không ích kỷ. Giả sử cả hai vợ chồng đều quyết tâm giữ tự do cá nhân, vậy thì quan hệ tình cảm chân thành sẽ chẳng thể xảy ra. Trong quan hệ tình cảm, nhất định phải có sự ràng buộc hợp tác. 34. Không ai có thể có được ý nghĩa cuộc sống tuyệt đối. Mọi ý nghĩa cuộc sống mà chúng ta có được đều chỉ là tương đối. Nó nằm giữa sự thật và ngụy biện. Thế nào là ý nghĩa cuộc sống? Đáp án là quan tâm tới đồng loại của mình,
biến mình thành một phần trong đồng loại ấy. Nghĩa là lồng cái nghĩa nhỏ của bản thân vào cái nghĩa lớn của cả nhân loại, giống như nước sông đổ ra biển lớn vậy. Cuộc sống vốn dĩ rất khó khăn, thành công cần nhiều tố chất hơn một tấm bằng loại ưu. Bất chấp tâm trạng thế nào, điều cốt yếu là bạn có thể chuyên tâm làm việc, cống hiến hết mình hay không. Công việc chồng chéo, nhịp độ gấp gáp, nếu thiếu bản lĩnh, không làm chủ được tâm trạng thì bạn chỉ càng thêm lãng phí thời gian vô ích mà thôi. Nam sinh ra ở một vùng quê nghèo xa Hà Nội. Bố mất sớm, nhà nghèo, hai mẹ con nương tựa vào nhau để sống. Mẹ Nam quan cuộc sống nhà nông, bần hàn, lam lũ. Bà chỉ mong có một đời yên ổn, nên chưa từng tạo sức ép gì lên con trai. Nhưng Nam lại luôn mơ mộng được như các bạn ở thành phố, cho nên anh quyết tâm học giỏi để đổi đời. Thành quả của bao năm đèn sách là tấm bằng giỏi của một trường đại học danh tiếng. Cứ tưởng thế là tương lai tươi sáng sẽ mở ra. Ai dè chật vật suốt nửa năm Nam mới xin được làm việc ở một công ty lớn trong ngành truyền thông. Vào được rồi cũng chưa phải yên thân. Công ty lớn đương nhiên yêu cầu công việc khắt khe. Môi trường chuyên nghiệp đòi hỏi tác phong tương ứng. Giữa bao nhiêu đồng nghiệp sáng láng, thông minh, anh chàng Nam chỉ mờ nhạt khuất lấp. Chưa kể vẻ ngoài có phần thô kệch thường làm anh kém tự tin. Càng tự ti, người ta càng muốn kết thân, cố gắng hòa nhập. Bạn biết đấy, các vấn đề về tâm lý tạo một khe hở cho lý trí sai lệch. Nam tự ti, thế nên anh muốn thoát ra khỏi tình trạng đó bằng cách cố gắng tỏ ra hòa đồng, thân thiện. Chuyện đó sẽ chẳng có gì là xấu nếu anh không hùa theo những cuộc trò chuyện cá nhân của đồng nghiệp thay vì chia sẻ, học hỏi về công việc. Tự ti, lắm tâm cảm, lại mất thời gian cho những việc râu ria. Kết quả công việc đương nhiên là sa sút. Sáng hôm đó, trưởng phòng gọi Nam vào gặp riêng. Anh ta vừa vào, chưa kịp nói gì, sếp đã mắng luôn một tràng rất gay gắt. Cuối cùng chốt lại là: cậu nghĩ xem, tại sao tôi phải giữ một nhân viên như cậu? Cậu có ưu thế gì ngoài tấm bằng loại giỏi, thứ mà tôi thật ra không hề quan tâm? Phải rồi, nếu bước chân ra khỏi chuỗi ngày êm dịu suốt thời đại học, bạn sẽ nhận ra rằng để thành công cần nhiều thứ hơn một tấm bằng. Dù bên trong cậu có lộn xộn thế nào, tự ti, tự ái, mặc cảm hay thế nào đi nữa thì điều quan trọng là cậu có thể chuyên tâm làm việc, cống hiến hay không. Xác định không làm được thì không cần mất thời gian ở đây nữa. Chưa bao giờ Nam bị mắng té tát như thế, và chưa bao giờ cậu thấy mình thiếu năng lực đến thế. Vốn tự ti về ngoại hình, nên năng lực là thứ Nam bám trụ vào để chứng tỏ giá trị của mình với công ty. Nhưng lần này thì người vừa làm Nam hoang mang thì sao nhỉ? Sếp Nam là người chỉ biết đến công việc, lúc nào cũng thấy anh ta đang làm việc, cho nên dễ hiểu khi sếp yêu cầu nhân viên của mình cũng phải như thế. Có khi Nam đang làm dở việc này, sếp đã giao ngay việc khác, một lúc sau đã hỏi xem một việc nào đó đã làm xong chưa. Với nhịp độ gấp gáp và công việc chồng chéo như vậy, nếu không khéo sắp xếp thì rất dễ rối loạn. Lại thêm cái giọng sắc lệnh của sếp lúc giao việc thật dễ khiến người ta ức chế. Đấy là Nam thấy thế, vào lúc đang vừa sợ vừa tức này. Nhưng vấn đề không phải là sếp, vấn đề của Nam chính là anh ta không làm chủ được tâm trạng. Khi làm việc với một vị sếp như thế, sếp càng kiểm soát, Nam càng cảm giác ám ảnh, chỉ muốn làm nhanh cho xong chuyện, không muốn cống hiến. Sếp lúc nào cũng đòi hỏi cao, gặp sếp rất áp lực. Nam không nhận ra những cảm xúc vui buồn bên trong, đã dần hình thành một dạng thái độ của anh với công việc, được khen thì vui vẻ nói cười, được làm điều mình thích thì năng nổ, hăng hái, bị chê thì buồn chán ngồi ủ dột. Những hành xử ấy dần hình thành công thức phản ứng trước các vấn đề. Về cơ bản là Nam không nghĩ khác, làm khác được. Nhưng cuối cùng, sau bao ngày nghiêm túc suy nghĩ về bản thân, Nam viết một email bày tỏ lòng quyết tâm và xin sếp một cơ hội cuối cùng, đồng thời viết vào sổ tay những điều bản thân sẽ nhất định thay đổi. 1. Làm chủ cảm xúc, vươn lên sau khó khăn. Làm gì cũng cần có lý tưởng. Rèn luyện bản lĩnh bằng cách kiểm soát cơn giận và những cảm xúc bộc phát. 2. Học hỏi và sáng tạo. Giữ con mắt tò mò với mọi thứ, luôn là người quan sát tích cực, tạo ra môi trường để rèn luyện sự sáng tạo và kế thừa từ sự học hỏi. 3.
tạo dựng cho bản thân giao diện giúp bản thân tỏa sáng nơi văn phòng. Để ý đến cách ăn mặc, thành công sẽ để ý bạn. Để ý theo nghĩa là ăn mặc cho phù hợp với nơi làm việc. Nếu bạn phải giữ một cái tôi văn phòng, đó nên là kỷ luật. 4. Nắm lấy những bí quyết giao tiếp của người thành công. Bởi người thành công không bao giờ là những người kém giao tiếp. Những kỹ năng giao tiếp đó là tạo ranh giới trong giao tiếp, giữ được sự chân thành và tạo ra bầu không khí vui vẻ. 4. Chủ động nắm bắt cơ hội, không đợi há miệng chờ sung, cơ hội ở khắp nơi, bình tĩnh thì nghịch cảnh cũng thành cơ hội. 5. Nói hay nhưng phải đi đôi với làm giỏi. Người thành công luôn biết cách hành động phải lý trí, không làm việc thừa, không bao giờ mù quáng, nhưng cũng đừng nhanh nản, giữ vững tinh thần ta nhất định làm được. 6. Đứng ở góc nhìn của một người làm chủ bản thân, làm chủ cuộc đời, kỹ năng lãnh đạo của người thành công là luôn hướng đến thành tựu chung của cả đội ngũ, giúp đội nhóm và đồng nghiệp phát triển chính là nâng cao mình. Con đường đến thành công không dễ, nhưng có quyết tâm, có sự cầu tiến và học hỏi không ngừng, cuối cùng Nam cũng đã khẳng định được mình. Những người vượt qua khổ nạn sẽ trở thành những chiến binh thực thụ trong cuộc sống. Còn những người bị khó khăn đánh bại sẽ luôn chán nản u uất, làm việc gì cũng chẳng thể thành công. Trong cuộc đời mỗi con người chúng ta, ai ai cũng gặp phải muôn vàn những khó khăn thử thách. Có người bất lực tức giận, chán nản buông xuôi khi gặp khó khăn. Nhưng có những người sau cú ngã lại mạnh mẽ đứng dậy bước tiếp. Nếu một người dám đối mặt, vượt lên khó khăn, cân bằng lại cuộc sống sau những biến hóa đổi thay thì người đó được gọi là người có năng lực phục hồi. Schopenhauer từng nói, trừ việc vượt khó là mục đích sống chân thực nhất ra, thì cuộc đời chẳng có mục đích nào đáng nói cả. Những người vượt qua khổ nạn sẽ trở thành những chiến binh thực thụ trong cuộc sống. Còn những người bị khó khăn đánh bại sẽ luôn chán nản u uất, làm việc gì cũng chẳng thể thành công. Trên Facebook có một người bạn đang trải lòng về quãng thời gian khó khăn của mình như thế này. Bố anh ốm nặng phải phẫu thuật, anh gần như đã phải dùng hết số tiền tiết kiệm của gia đình. Sau đó, việc kinh doanh của gia đình bị thua lỗ. Những cuộc gọi đòi nợ hàng ngày khiến anh gần như suy sụp. Một người đàn ông 30 tuổi nghèo đến mức không có tiền ăn cơm. Sinh hoạt hàng ngày của anh đều chắp vá tạm bợ. Ngay cả uống một chai nước ngọt cũng cảm thấy xa xỉ. Anh kể, khoảng thời gian ấy, tôi làm thêm rất nhiều công việc. Lúc thì giao đồ ăn, lúc thì làm chuyển phát nhanh. Những ngày trời mưa hay tuyết rơi ướt sũng cả người. Đôi khi cảm thấy quá tủi nhọc. Đêm về một mình nằm trên giường mà nước mắt cứ thế lá chã rơi. Dù cuộc sống khó khăn, anh không bao giờ oán trách hay than phiền cùng ai. Anh thường tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cuộc sống có thể chặn của anh con đường này, nhưng không thể ngăn cản anh theo đuổi con đường mới. Có người cho rằng, người chưa bật khóc nức nở trong đêm dài thì chưa trải đủ chuyện đời. Khi bị cuộc đời vùi dập, tại sao một số người dù đã cố gắng hết sức vẫn không thể vượt qua? 3P của nhà tâm lý học Martin Seligman sẽ giải thích cho bạn biết lý do tại sao con người không thể tiến về phía trước khi họ chìm trong đau khổ và tuyệt vọng. 3P ở đây lần lượt là tâm lý cá nhân, sự lan tỏa và tính vĩnh cửu. Tâm lý cá nhân là khi gặp rắc rối, bạn sẽ nghĩ rằng mọi điều xui xẻo đều là lỗi của mình. Ví dụ khi con bạn bị ốm, bạn sẽ nghĩ rằng mình chưa chăm sóc tốt cho con. Khi bị người yêu lừa dối phản bội, bạn sẽ nghĩ rằng bản thân chưa đủ tốt. Tuy nhiên, việc liên tục dằn vặt tự trách bản thân không những không giải quyết được vấn đề, mà còn làm bạn thêm gánh nặng tâm lý và kéo bản thân xuống vực sâu hơn. Sự lan tỏa là khi có điều tồi tệ nào đó xảy ra, bạn để những tổn thương đó ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh trong cuộc sống. Ví dụ, nếu bạn bị chỉ trích một lần, bạn sẽ cảm thấy mình không tốt chút nào. Chỉ cần một tai nạn nhỏ xảy ra, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống hoàn toàn vô vọng. Trên thực tế, hầu hết những điều bất hạnh mà bạn tưởng tượng không thực sự xảy ra. Cái gọi là nỗi đau chỉ là kết quả của sự khuếch đại những cảm xúc tiêu cực cá nhân. Tính vĩnh cửu là khi người trải qua một nỗi đau nào đó tin rằng sự khổ đau đó sẽ tồn tại đến suốt cuộc đời. Ví dụ, nếu người bạn yêu bỏ đi, bạn sẽ nghĩ rằng bạn sẽ chẳng bao giờ có thể hạnh phúc nữa. Nếu bạn thất bại trong việc khởi nghiệp,
bạn cảm thấy rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể thành công. Lối suy nghĩ tiêu cực kéo dài và chìm đắm trong nỗi đau này có thể khiến mọi người rơi vào tình trạng tuyệt vọng sâu sắc về tương lai. Cựu phó chủ tịch Google, người phụ nữ quyền lực nhất thế giới, Sheryl Sandberg, đã có một sự nghiệp tỏa sáng và cuộc sống viên mãn hạnh phúc. Nhưng vào năm cô 40 tuổi, một bi kịch đã xảy ra. Người chồng cùng cô đầu gối tay kể suốt 11 năm, Dave Goldberg, đột ngột qua đời, bỏ lại cô với những đứa con thơ dại. Trong vài tháng đầu tiên sau khi Dave ra đi, cô luôn chìm đắm trong nỗi đau, cuộc sống của cô vô cùng hỗn loạn. Cô không ngừng tự trách bản thân, cô cảm thấy bản thân trước đây chưa đủ quan tâm chăm sóc chồng. Những cảm xúc tiêu cực đó không chỉ ảnh hưởng đến công việc, thậm chí nó còn ảnh hưởng cả đến cuộc sống của những người xung quanh cô. Cô luôn nghĩ rằng chồng mình đã vĩnh viễn ra đi, các con sẽ chẳng thể nào có một tuổi thơ hạnh phúc nữa và cô cũng không còn được hạnh phúc. Vì vậy, dù ở bên đường trong xe hơi hay trong các cuộc họp, cô đều không thể kìm được nước mắt khi nghĩ đến Dave. Trong cuốn sách Sự lựa chọn tối ưu thứ ba, cô viết: "Tôi rơi vào khoảng không. Sự trống rỗng xâm chiếm lấy trái tim và lá phổi của tôi. Nó làm hạn chế khả năng tư duy, thậm chí là hô hấp của tôi." Lúc này, bạn của cô, Adam Grant, một nhà tâm lý học nổi tiếng, đã nói với cô rằng chúng ta có thể lên kế hoạch từng bước để lấy lại cân bằng sau những nỗi đau mà chúng ta phải chịu. Mỗi chúng ta khi sinh ra không ai vốn đã có khả năng tự phục hồi, tự lấy lại cân bằng sau mất mát, bởi nó được trau dồi và cải thiện trong quá trình sống. Dưới sự giúp đỡ của Grant, Sheryl từng bước vá lành trái tim tan nát của mình và lấy lại dũng khí để sống tiếp. Vào năm 2020, Sheryl đã bước ra khỏi mất mát, tuyên bố đính hôn và bắt đầu cuộc hành trình mới. Kết hợp kinh nghiệm cá nhân thực tế của mình cùng với nghiên cứu của Adam về xây dựng khả năng phục hồi, cô đã cho ra đời cuốn Sự lựa chọn tối ưu thứ ba. Đây là một cuốn sách phân tích chuyên sâu và xây dựng chi tiết về năng lực phục hồi, giúp con người ta tự cứu chính mình ra khỏi những tuyệt vọng, khổ đau, mất mát. Sheryl nói: "Bây giờ tôi mới biết rằng một người sẽ tiếp tục trưởng thành sau những tổn thương, nhưng không cứ nhất thiết phải trải qua đau khổ mới có được năng lực phục hồi. Chúng ta hoàn toàn có thể chuẩn bị tốt tinh thần đối mặt với những khó khăn trở ngại trong cuộc sống." Trong sách có một câu chuyện như thế này. Một cư dân mạng tên Virginia có một gia đình hạnh phúc. Nhưng vào năm bà 53 tuổi, chồng bà đột ngột qua đời. 6 năm sau, con trai bà qua đời ngay đêm trước đám cưới con gái do khi sử dụng heroin quá liều. Nhưng người mẹ này vẫn nén đau thương tổ chức đám cưới cho con gái vào ngày hôm sau. Không lâu sau đó, Virginia đã hợp tác với các trường học trên địa bàn tổ chức chiến dịch phòng chống ma túy. Bà cùng với nhiều phụ huynh và chuyên gia tư vấn đã thành lập các nhóm hỗ trợ cai nghiện. Ý thức và trách nhiệm với sứ mệnh mới cho phép bà vượt qua nỗi đau, bắt đầu một cuộc sống mới. Bà nói: "Cái chết của chồng và con trai tôi đã dệt nên cấu trúc cuộc đời tôi, nhưng chúng không thể định nghĩa và sắp đặt được cuộc đời tôi." Các nhà tâm lý học cũng phát hiện ra rằng mọi người thường tìm thấy mục đích và ý nghĩa của cuộc sống sau khi trải qua một nỗi đau lớn. Tôi từng đọc được một câu hỏi: "Bạn đã có những khoảnh khắc hạnh phúc nào trong năm nay?" Người ta thấy rằng hầu hết những khoảnh khắc hạnh phúc đều có được sau khi trải qua một khoảng thời gian dài trầm lặng, thậm chí là đau đớn. Một cư dân mạng khác cho biết: "Sau khi tốt nghiệp, cô ròng rã tìm việc nửa năm trời, phỏng vấn vô số công ty, một mình đi khắp các tòa nhà văn phòng ở Bắc Kinh, kể cả những văn phòng trong ngóc ngách vô cùng hẻo lánh xa xôi. Khó khăn lắm mới được một công ty nhận vào làm. Cô cảm thấy những đồng nghiệp xung quanh đều vô cùng tài giỏi. Ngày nào cô cũng tăng ca nhưng vẫn không thể theo kịp tiết tấu của họ. 3 tháng thử việc cứ thế trôi qua, cô nghĩ việc chuyển chính thức chỉ là vô vọng. Vì vậy cô bắt đầu tìm kiếm công việc mới. Kết quả là cô bất ngờ nhận được thông báo trở thành nhân viên chính thức của nhân sự. Bên trên còn có lời nhận xét của lãnh đạo: chăm chỉ, nỗ lực và chịu khó học hỏi. Gần một năm tối tăm u ám phút chốc bỗng được một tia sáng chiếu rọi." Như Cheryl từng nói, khi cuộc đời giáng cho bạn một cái tát và ném bạn vào bể đau thương, thì tất cả những gì bạn cần phải làm là cố gắng bơi lên mặt nước và hít thở lại. Có một câu trong Why Survival mà tôi rất thích: bạn không cần phải trở nên cao lớn, nhưng nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Chỉ khi có một nội tâm vững vàng, chúng ta sẽ không còn dễ dàng bỏ cuộc và mất phương hướng nữa.
nhiều người đầu tư vô số thời gian và tiền bạc để sở hữu một tấm bằng tốt. Nhưng trong thời đại hiện nay, đó đã không còn là nấc thang một bước lên trời. Thay vào đó, ý thức được điều này mới giúp họ thoát nghèo dễ dàng hơn. Với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế xã hội, cuộc sống của mọi người đã được cải thiện đáng kể. Khi đời sống vật chất phong phú, con người lại có nhu cầu theo đuổi thế giới tinh thần cao hơn, đồng thời có yêu cầu cao hơn đối với năng lực của bản thân. Tuy nhiên, ở quốc gia nào cũng vậy, những vấn đề về chênh lệch phát triển thành thị, nông thôn, mất cân đối phát triển giữa các vùng vẫn còn tồn tại. Chúng cũng có thể cản trở sự phát triển của người trẻ. Theo tháp nhu cầu của Maslow, nhu cầu cơ bản nhất của con người là nhu cầu sinh tồn, bao gồm ăn, mặc, ở, đi lại. Chỉ khi những nhu cầu ở cấp độ thấp nhất được thỏa mãn, con người mới có những nhu cầu ở cấp độ cao hơn. Maslow tin rằng mục tiêu theo đuổi cao nhất của con người là sự tự nhận thức, đó là một nhu cầu tinh thần. Tuy nhiên, hiện trạng phát triển ở các vùng khác nhau khiến nhiều người không thể đáp ứng nhu cầu bên trong của họ. Nhiều người đã trải qua muôn vàn khó khăn và đang phải vật lộn ở những thành phố hạng nhất. Họ làm việc rất vất vả hàng ngày nhưng cũng chỉ đáp ứng được nhu cầu cơm ăn áo mặc, chứ không thể theo đuổi cái gọi là chất lượng cuộc sống. Trong mắt người trẻ, đặc biệt là người mới ra trường, môi trường xã hội cũng gần giống như khuôn viên trường. Họ cũng có thể đáp ứng những nhu cầu cơ bản của cuộc sống với mức tiêu dùng thấp nhất, đồng thời có bạn bè và gia đình hỗ trợ. Trong suy nghĩ ngây thơ, cuộc sống có thể trở nên tốt đẹp và muôn phần thuận lợi. Nhưng thực tế, ý tưởng này hoàn toàn không chính xác. Xã hội phức tạp hơn rất nhiều. Đối với sinh viên mới ra trường, vấn đề cấp bách nhất cần giải quyết là vấn đề cơm ăn, áo mặc, nhà ở, phương tiện đi lại. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng làm được điều đó mà không có sự trợ giúp từ bất cứ ai. Nhiều người trẻ đã phải chịu thiệt thòi vì khó khăn của cuộc sống mà dần dần đánh mất lý tưởng, đam mê và khát vọng của chính mình. Lấy vấn đề việc làm để ví dụ, dưới góc độ của hầu hết sinh viên chưa tốt nghiệp, họ sẽ làm việc trong lĩnh vực chuyên môn của mình sau khi tốt nghiệp. Họ dễ dàng tìm được công việc đáp ứng nhu cầu về mọi mặt như khối lượng công việc, chế độ phúc lợi, tiền lương, môi trường, cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, thực tế là có rất ít sinh viên sau khi tốt nghiệp làm đúng chuyên ngành mà mình đã học. Bằng cấp và chuyên ngành dường như không quan trọng đến thế. Xét cho cùng, các công ty sẵn sàng thu hút những tài năng xuất phát từ bất cứ ngành nghề, lĩnh vực nào. Vì thế, đối thủ cạnh tranh của bạn vô cùng nhiều, không có giới hạn nào hết. Vì vậy, hầu hết người trẻ vừa mới ra trường sẽ rất choáng ngợp khi đối mặt với thực tế khắc nghiệt này. Một số không biết sẽ đi về đâu trong tương lai. Nhiều sinh viên sau khi ra trường chỉ có thể đảm nhận công việc không phù hợp, lương thấp, đãi ngộ không có. Họ hầu như không thể phát triển bản thân, nhưng nếu nghỉ việc lại sợ hãi về bài toán kinh tế. Khi họ thực sự cảm thấy áp lực của cuộc sống, họ mới có thể thực sự nhận ra cuộc sống là gì. Hoài bão ban đầu bị bỏ lại phía sau, thậm chí có người còn phải vay mượn tiền để đủ ăn đủ mặc, gánh lấy áp lực cuộc sống nặng nề. Đó không phải vấn đề mà lý thuyết trong sách vở có thể giải quyết. Dù học giỏi đến mấy mà thiếu kỹ năng thực tế, họ cũng không tránh khỏi cú sốc văn hóa này. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do con người ngày nay có yêu cầu về trình độ học vấn ngày càng cao. Quá coi trọng bằng cấp, nhiều bậc cha mẹ đầu tư rất nhiều thời gian, tiền bạc và tâm sức để đem tới nguồn giáo dục tốt hơn cho con cái. Tuy nhiên, với sự phát triển của xã hội, nhu cầu của các công ty, doanh nghiệp lớn đối với nhân tài không chỉ là một tấm bằng tốt nghiệp. Quan trọng hơn cả, họ cần năng lực thực chiến của con người. So với tài năng thực sự và kinh nghiệm thực tế, bằng cấp chỉ là một tờ giấy. Ngày nay, các trường cao đẳng và đại học không ngừng mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh. Đỗ đại học không còn là điều quá khó khăn và khốc liệt. Cuối cùng, điều này gây ra hiện tượng sinh viên đại học có ở khắp nơi, khó bề phân biệt chất lượng. Điều này cũng làm trầm trọng thêm khó khăn về việc làm của sinh viên mới ra trường. Bằng cử nhân giờ đã trở thành cánh cửa bắt buộc phải đi qua để nộp đơn ứng tuyển. Không thể phủ nhận, có bằng đại học vẫn dễ tiếp cận những công việc đãi ngộ tốt hơn so với người không học đại học. Tuy nhiên, sự chênh lệch không còn quá rõ ràng. Với một chút cơ may, nhiều người dễ dàng vượt qua chênh lệch về bằng cấp. Mặt khác,
có nhiều sinh viên tốt nghiệp các trường danh tiếng rơi vào cảnh thất nghiệp vì không tìm được công việc 10 điểm ưng ý. Sau buổi họp lớp ngắn ngủi, tôi như ngộ ra nhiều sự thật khốc liệt về cuộc sống. Chúng ta hoặc là trở nên xuất sắc, hoặc là bị loại khỏi ván cờ cuộc đời. Cách đây không lâu, hiệu trưởng trường đại học cũ của tôi đã tổ chức một buổi gặp mặt. Hầu như tất cả những bạn học cũ sau 18 năm xa cách đều có mặt để tụ họp cùng nhau. Bên bàn ăn, mọi người cùng cụng ly, trò chuyện sôi nổi. Mọi người ai cũng đã thay đổi. Những gương mặt trẻ trung khi xưa giờ đã trưởng thành. Những cô gái vốn ít ăn diện trong lớp giờ cũng trở nên thời thượng, duyên dáng. Còn những chàng trai gầy gò khi ấy giờ cũng cường tráng, đĩnh đạc. 10 năm không phải quãng thời gian quá dài, nhưng nó đủ khiến con người thay đổi toàn diện. Những buổi tụ họp của người lớn không đơn giản chỉ là cuộc tụ tập ăn uống, vui chơi như thời sinh viên, mà thực chất buổi gặp mặt là để đánh giá lẫn nhau, xem ai thành công hơn ai sau những năm tháng lăn lộn ngoài xã hội. Thời gian 10 năm đã tạo nên những thay đổi lớn với mỗi người. Có người giờ đây đã thành công, sự nghiệp và gia đình đều thuận lợi. Nhưng có những người vẫn đang chật vật tìm kiếm chỗ đứng trong xã hội, loay hoay với cuộc sống mà không tự thoát ra được. Qua buổi họp lớp, tôi cũng nhận ra những sự thật nghiệt ngã và có cái nhìn đa chiều hơn về cuộc sống. 1. Trình độ học vấn không quyết định bạn là ai. Khi xưa, Trương là người học giỏi nhất lớp. Anh luôn được giáo viên đánh giá cao và đặt nhiều kỳ vọng. Hơn nữa, anh Trương cũng chăm chỉ học tập và thành công thi đỗ đại học top đầu nổi tiếng. Vậy nên, tôi cứ nghĩ Trương sẽ là người hào hứng nhất trong buổi họp lớp này. Nhưng hóa ra không phải vậy. Trương giờ đây sự nghiệp sa sút, chật vật duy trì công việc và các mối quan hệ. Bởi khi còn đi học, Trương chỉ chú tâm đến học tập mà bỏ qua việc trau dồi kỹ năng giao tiếp, phát triển và duy trì các mối quan hệ cá nhân. Vì vậy khi đi làm, anh không thể điều chỉnh cân bằng mối quan hệ với đồng nghiệp và sếp khiến công việc không mấy thuận lợi. Hơn nữa, do không được rèn luyện các kỹ năng mềm trong công việc mà anh luôn gặp khó khăn khi trình bày quan điểm của mình. Nhiều ý tưởng của anh bị sếp từ chối, khiến Trương bất mãn, luôn cho rằng tài năng của mình bị vùi dập, không thể phát huy. Dần dần, Trương cảm thấy mất niềm tin vào công việc, chán nản không muốn phấn đấu. Hiện tại, Trương bị mất phương hướng, không biết bản thân muốn gì và cần phấn đấu cho mục tiêu gì. Khi còn đi học, các thầy cô giáo thường nói với chúng ta là hãy chăm chỉ học tập thì mới có thể tìm được công việc làm tốt trong tương lai. Nhưng thực tế, trình độ học vấn chỉ là bước đệm để bước vào xã hội. Còn việc phát triển trong tương lai phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực cá nhân. Đừng chỉ chú tâm học mà quên phát triển các kỹ năng khác, bởi suy cho cùng, trường học và xã hội là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. 2. Duy trì các mối quan hệ lành mạnh. Khi đã trưởng thành và đi làm thì duy trì các mối quan hệ là ưu tiên hàng đầu để phát triển công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, chúng ta cần phân biệt rõ đâu là mối quan hệ lành mạnh, hiệu quả và đâu là những mối quan hệ mất thời gian, không cần thiết. Ví dụ điển hình là Lý, một người có triển vọng sẽ thành công trong tương lai. Bởi khi mọi người đang chật vật tìm kiếm công việc thì anh ấy đã có rất nhiều mối quan hệ, quen biết nhiều người. Mỗi ngày, Lý được rất nhiều người tìm gặp trò chuyện, trên danh nghĩa là nói về công việc nhưng thực chất là nịnh nọt anh. Lúc đầu, Lý nghĩ rằng đây là hành động mọi người công nhận thực lực của mình, nên anh không cảm thấy chán ghét hay mệt mỏi. Nhưng sau đó, anh phát hiện ra sau mỗi bữa tiệc, chỉ khiến anh lãng phí nhiều thời gian mà không học hỏi được gì. Những lời nịnh nọt, khen lẫn nhau khiến anh chìm đắm trong ảo tưởng và có thể đi lạc đường. Sau đó, Lý đã từ chối lời mời của nhiều người và bắt đầu tập trung cho các mối quan hệ lành mạnh để phát triển công việc và cuộc sống của mình. Vòng tròn giao tiếp cùng các mối quan hệ xã hội rất quan trọng trong cuộc sống của con người. Tuy nhiên, hãy nhớ lựa chọn những mối quan hệ lành mạnh để phát triển, tránh mất thời gian cho những thứ vô bổ, khiến ta có thể lạc hướng. 3. Bạn bè quan trọng ở chất lượng hơn số lượng. Một nhà văn nổi tiếng đã từng nói, những người trong thành phố nhìn có vẻ thật thà nhưng thực ra chưa chắc đã là vậy. Bạn bè có rất nhiều, nhưng chỉ có vài người ta mới trò chuyện được cùng nhau. Trong cuộc sống, bạn bè không cần số lượng nhiều hay ít mà chỉ cần chất lượng có thực sự quan tâm và hiểu nhau hay không. Ở lớp tôi có một người bạn là doanh nhân giàu có nhưng một ngày, anh đứng trên bờ vực phá sản.
cần vay tiền để vượt qua khó khăn. Khi anh liên hệ với những người bạn tốt thường trò chuyện, ăn uống hàng ngày thì họ đều trốn tránh vì sợ liên lụy. Vậy mới nói, bạn bè không cần tính toán thời gian quen nhau bao lâu mà chỉ cần xem họ có phải người thực sự quan tâm và hiểu mình hay không. Nhiều người luôn khoe khoang xung quanh mình có nhiều bạn bè thân thiết. Nhưng khi gặp khó khăn, những người bạn đó lại lẩn trốn và không sẵn sàng giúp đỡ. Hơn nữa, hãy nhớ rằng càng thành công thì bạn bè thật lòng càng ít đi. Những người vẫn còn thân thiết chính là người đối xử chân thành với bạn nhất. Vậy nên, bạn bè không quan trọng số lượng mà chỉ cần chất lượng. 4. Phải không ngừng hoàn thiện bản thân. Nhiều khi mọi người thường viện lý do bận rộn, không có thời gian mà từ bỏ việc học, rèn luyện để hoàn thiện bản thân. Câu chuyện về cô gái tên Tiểu An lớp tôi, dù đã nghỉ học nhiều năm nhưng vẫn chăm chỉ tự học tại nhà. Cô dành thời gian nghiên cứu thông tin và đăng ký thi đại học dù đã quá tuổi. Hơn nữa mặc kệ sự phản đối của gia đình, Tiểu An đặt mục tiêu phải trở nên nổi bật và xuất sắc nên mọi khó khăn trước mắt không phải là vấn đề với cô. Cuối cùng, cô cũng thành công thực hiện mục tiêu của bản thân và đạt được nhiều thành tựu. Vậy nên, trong cuộc sống hiện tại khốc liệt, chúng ta cần không ngừng nỗ lực học tập và trau dồi kiến thức cùng kỹ năng bản thân. Đây là cách để không bị loại bỏ khỏi ván cờ cuộc đời. Chẳng có ai sinh ra đã có tố chất để thành công nhưng những người dẫn đầu đều hội tụ 7 yếu tố không bao giờ tiết lộ này, tưởng chừng khó mà lại dễ dàng có được bằng cách rèn luyện. Như một phản xạ tự nhiên, chúng ta ngưỡng mộ những người đạt được thành công và nghĩ rằng chắc hẳn trong họ phải có những tố chất đặc biệt mà những người bình thường như mình không có. Nhưng để có được thành quả nhiều người khao khát ấy là quãng thời gian dài cố gắng nhưng không được ghi nhận, sai lầm nối tiếp sai lầm, gục ngã rồi lại đứng lên của họ. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng đặt cho bản thân những mục tiêu trong tương lai. Nhưng chỉ số ít người biết cách lên kế hoạch và hiện thực hóa chúng. Nếu chúng ta có thể học hỏi được từ thói quen, kinh nghiệm, quá trình cố gắng của những người đạt được thành tựu to lớn, liệu chúng ta có thể gặt hái được thành công như họ? Câu trả lời là bạn hoàn toàn có thể sau khi rèn luyện, chấn chỉnh bản thân theo những yếu tố cốt lõi làm nên một người thành công sau đây. 1. Người thành công quyết định mọi việc một cách có chủ đích. Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc thiết lập mục tiêu là đưa ra quyết định một cách có chủ đích để hiện thực hóa nó. Đó có thể là một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu khi một sự việc, sự vật khách quan nào đó tác động đến bạn và bạn quyết định rằng đã đến lúc thay đổi. Steve Jobs đã quyết định rằng ông sẽ trở thành người vang danh thế giới khi biết mình được nhận nuôi. Muhammad Ali đã quyết định rằng ông sẽ trở thành một võ sĩ quyền Anh sau khi chiếc xe đạp của mình bị đánh cắp. Họ đã đưa ra quyết định, mục tiêu đời mình như vậy. Dù bạn có đọc và xem các video truyền cảm hứng từ người thành công nhiều bao nhiêu đi nữa cũng không có ý nghĩa gì khi bạn không đưa ra quyết định về mục tiêu của đời mình. 2. Họ xây dựng tương lai từ thành tích nhỏ nhặt trong quá khứ. Rất nhiều người nổi tiếng cũng như bài viết truyền cảm hứng khuyên chúng ta nên tập trung vào điểm yếu, những điều còn sai sót của bản thân để dần dần sửa đổi. Nhưng những người thành đạt thực sự không làm như vậy. Tất nhiên họ biết mình yếu kém ở chỗ nào nhưng hơn hết, họ cũng nắm rõ thế mạnh và tài năng đặc biệt của mình là gì để ngày một hoàn thiện nó. Đã bao nhiêu lần trong đời bạn tự nhủ, mình chẳng có điểm gì tốt cả. Mình luôn làm hỏng bét mọi thứ, bây giờ là như vậy và mãi mãi như vậy mà thôi. Những ý nghĩ này sẽ là thứ giết chết thành công của bạn nhanh hơn bất kỳ điều gì. Không có ai có thể liên tục phá hỏng mọi thứ. Chắc chắn bạn đã thành công một việc gì đó trong quá khứ. Hãy tận dụng nó như một nền tảng để tạo dựng động lực thúc đẩy bản thân. Hôm nay hãy trở thành phiên bản tốt hơn của chính bạn ngày hôm qua. Và ngày mai hãy trở thành phiên bản tốt hơn chính bạn ngày hôm nay. 3. Họ liên tục cải tiến bản thân. Những người thành công thường sử dụng triết lý sống Kaizen, liên tục thay đổi để tốt hơn, làm tôn chỉ của đời mình. Trong triết lý đó không có chỗ cho sự tự mãn hay ngủ quên trên chiến thắng. Họ liên tục tìm tòi những điều mới lạ liên quan đến mục tiêu của mình để duy trì động lực. Đừng so sánh bản thân mình với người khác. Steve Jobs đã từng nói, cuộc sống này quá ngắn ngủi để sống cuộc đời của người khác. Hãy can đảm là chính mình, không ngừng thất bại, học hỏi và cải thiện. Đây chính là chu kỳ tối quan trọng sẽ đưa bạn đến với hành trình tự hoàn thiện bản thân mình. 4. Họ biết chọn bạn mà chơi.
Người thành công hiểu rõ tầm quan trọng của các mối quan hệ xã hội. Họ luôn luôn kết giao với những người tài giỏi, đáng tin, biết lắng nghe và chia sẻ. Họ sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bạn mỗi khi khó khăn, là người cho bạn năng lượng, luôn lắng nghe và thúc đẩy tinh thần cho bạn. Trên thực tế, vô số nghiên cứu đã chỉ ra rằng bạn bè thân thiết có thể tác động đáng kể đến sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của bạn. Triết gia lỗi lạc Pluto đã từng nói, thứ tuyệt vời được sinh ra ở nơi tuyệt vời. Thái độ, hành vi của chúng ta có mối liên hệ và ảnh hưởng mật thiết với những người xung quanh. Vậy nên bắt đầu từ hôm nay, hãy xây dựng cho mình một mạng lưới các mối quan hệ xã hội có lợi cho kế hoạch, chiến lược và tầm nhìn phát triển trong tương lai của bạn. 5. Họ không trì hoãn. Giả sử bạn nói rằng mình sẽ đi tập thể thao từ một tháng trước. Để thúc đẩy bản thân, bạn thậm chí còn sắm một chiếc máy chạy bộ. Mọi thứ đã được sắp xếp đầy đủ. Bạn đã sẵn sàng cho ngày đầu tập luyện hừng hực, hăng say. Thế rồi đột nhiên một người bạn gọi đến, nói rằng đang có chuyện khẩn cấp và cần sự có mặt của bạn ở đó ngay lập tức. Bạn nói, tốt thôi, mình sẽ bắt đầu vào ngày mai vậy. Cho đến giờ, đã 6 tháng kể từ cái ngày mai đó. Bạn có thấy hình ảnh của mình trong ví dụ này không? Nỗi sợ thất bại, sự xấu hổ và chần chừ là các tác nhân ngăn cản chúng ta hành động. Người thành công sẽ không bao giờ trì hoãn thực hiện các kế hoạch đã đặt ra. Hãy nghĩ về mục tiêu của mình và hành động từ những bước đầu tiên. Đừng chỉ biến mục tiêu thành ý nghĩ, hãy hành động. 6. Họ linh hoạt trước những cơ hội. Nơi nào có sự tập trung, nơi đó có năng lượng, là câu nói nổi tiếng của tỷ phú Tony Robbins, nhắc nhở chúng ta luôn tập trung vào mục tiêu của mình. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta chỉ nghĩ đơn giản rằng tập trung vào mục tiêu như thể một điều bắt buộc, miễn cưỡng. Chính thái độ này có thể tạo ra bức tường rào vô hình ngăn cách bạn với thành công ngay từ những ngày đầu tiên. Con đường tìm đến thành công khó khăn và mơ hồ hơn chúng ta tưởng. Một số người may mắn sớm đặt ra lý tưởng sống của mình, một số khác thì không như vậy. Đối với những người kém may mắn, chúng ta nên thử trải nghiệm, kinh qua nhiều con đường khác nhau để xem hướng đi nào là phù hợp nhất với mình trước khi ép mình đi theo một lối đi sai lầm nào đó. Hãy cứ mở lòng đón nhận cơ hội và lắng nghe trái tim mình mách bảo. 7. Họ là người kiên trì, đôi khi cố chấp. Dù bạn đã vạch sẵn mục đích đến rõ ràng cho mình cũng không thể đảm bảo một chuyến đi suôn sẻ cũng như tránh được mọi thất bại. Những người thành công đầy tài năng và dành phần lớn thời gian nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu luôn biết rằng dù chuẩn bị, tính toán kỹ càng thế nào cũng không thể giúp họ tránh khỏi mọi sai lầm dù là nhỏ nhặt. Họ biết và chấp nhận thất bại như một phần của cuộc hành trình. Thất bại có thể được xem là một lựa chọn, nhưng từ bỏ thì không. Trong đời sẽ có nhiều lúc chúng ta cảm thấy không có lối thoát cho những khó khăn của mình. Nhưng thử thách được sinh ra là để rèn giũa và giúp thành công của chúng ta tỏa sáng hơn bao giờ hết. Miễn là có lòng kiên trì, đôi khi là cố chấp, phần thưởng chúng ta nhận được ở nơi cuối vạch đích sẽ hoàn toàn xứng đáng. Không có thứ gì tự nhiên đến. Một người muốn làm giàu thì phải học cách chấp nhận đánh đổi, hy sinh. Ai không muốn có một cuộc sống giàu có? Tuy nhiên, từ mong muốn đến thực tế là cả một quá trình. Không chỉ cần có những năng lực và kỹ năng cần thiết mà còn phải vượt qua nhiều khó khăn. Để đạt được thành công, quá trình đó nhất định không thiếu gian khổ. Bạn phải dành thời gian và nỗ lực để phát triển kỹ năng, công việc và kinh doanh của mình. Không đủ thời gian để nghỉ ngơi hay giải trí. Bạn cũng phải chăm sóc sức khỏe để duy trì sự năng động và sự tập trung, thường xuyên phải rèn luyện cơ thể. Bạn cũng không thể thiếu tiền bạc, của cải để mở rộng kinh doanh và tạo ra những cơ hội. Nhưng hơn hết, có 6 thứ sau đây bạn buộc phải từ bỏ thì mới có thể đi được càng xa. 1. Bỏ đi cái tôi. Albert Einstein từng nói, cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Hiểu biết càng nhiều, cái tôi càng nhỏ. Hiểu biết càng ít, cái tôi càng lớn. Những cá tính và bản chất thật sự làm nên cái tôi rất riêng của mỗi con người. Nhờ có điều đó mà chúng ta mới trở nên khác biệt, tìm ra những lẽ sống riêng của bản thân. Tuy nhiên, khi bạn nuôi cái tôi quá lớn, bạn sẽ phải đối mặt với những phiền phức trong cuộc sống công việc, thậm chí đánh mất cơ hội để thành công. Vì trên thực tế, cái tôi quá lớn sẽ cản trở quá trình mọi người tự nhìn nhận những sai lầm về mình. Trong bất kỳ một công việc nào, người sở hữu cái tôi cao sẽ luôn cho bản thân là người đúng. Do đó,
họ chẳng bao giờ chịu lắng nghe người khác. Điều này sẽ khiến cuộc sống họ trở nên khó khăn hơn rất nhiều, khi bản thân chẳng có được một tư duy mở để có thể lắng nghe một cách tích cực những góp ý từ người khác. Đặc biệt, với những người không chịu cúi đầu thì việc chấp nhận mình thua kém người khác cũng là việc vô cùng khó khăn. Sự kiêu hãnh trong bản tính của họ sẽ dẫn đến những xung đột khi người xung quanh giỏi giang, xuất chúng hơn. Dần dần, nó sẽ khiến tất cả các mối quan hệ dần rời xa. Sự bền vững của tất cả các mối quan hệ trong cuộc sống hay các cơ hội để đổi đời cũng vụt khỏi tầm tay. 2. Bỏ đi sự tham lam vượt quá năng lực. Ai trong chúng ta cũng có những tham vọng cho riêng mình. Chẳng hạn như, có người muốn kiếm thật nhiều tiền, có người khát khao thành công, có người đam mê quyền lực, có người muốn có vốn tri thức hơn người. Vấn đề là tham vọng đó tích cực hay tiêu cực, có nằm trong khả năng của bản thân hay không. Khi chưa có gì, chúng ta mong mỏi mình có cuộc sống tốt hơn, đầy đủ hơn, lúc ấy sẽ mãn nguyện. Nhưng đến khi có được sự ổn định đó, ta lại muốn giàu có hơn, sung túc hơn nữa. Cứ thế, lòng tham lớn dần với những nhu cầu vô hạn. Có người không kiểm soát được lòng tham, từ đó sinh ra mưu mô, gian xảo và tìm mọi cách để đoạt được điều mình muốn dù phải dẫm đạp lên người khác. Họ sẵn sàng làm tất cả để có nhà lầu, xe hơi, tiện nghi đầy đủ. Đó cũng là lúc họ đánh mất lý trí, đánh mất cả cuộc đời. Vì dù có làm gì, bí mật đến nhường nào, rồi cũng có lúc sự thật được phơi bày ra ánh sáng. Từng người phải luôn luôn đối diện với chính mình, luôn luôn tỉnh thức để không bị ngũ dục tài, sắc, danh, thực lôi kéo. Người ta cần chú ý tiền nào nên kiếm và tiền nào không nên kiếm, đồng thời tuân thủ pháp luật và lựa chọn con đường phù hợp với khả năng của bản thân. Việc bỏ đi lòng tham và biết chọn lựa là điều cần thiết để đạt được thành công. 3. Buông bỏ muộn phiền và do dự. Những người hay do dự thường có một điều rất lạ. Họ chưa bắt đầu, nhưng họ lại sợ kết thúc. Họ luôn lấy cẩn tắc vô ưu làm cái cớ để ngụy biện cho sự chần chừ của mình. Nhưng cẩn thận quá lại sinh ra do dự, chần chừ do dự nhiều thành thói quen. Khi đó họ liên tục đánh mất nhiều thời gian và cơ hội. Thay vì trói chặt bản thân trong những điều tiêu cực, hãy nhìn nhận vấn đề theo hướng lạc quan và tích cực. Công việc nào mà không có khó khăn thử thách, công việc nào mà chẳng có gian nan. Nếu bạn thực hiện, bắt tay vào làm thì chắc chắc bạn sẽ đối mặt với nó. Nhưng sau mỗi lần đối mặt khó khăn sẽ cho bạn kinh nghiệm và càng tiến gần đến thành công. Trong cuộc sống cũng vậy, nếu để sự tiêu cực lấn át, bạn rất dễ đánh mất động lực để thực hiện bất kỳ điều gì. Từ đó, bạn sẽ trở nên mệt mỏi với thế giới và không ngừng hoài nghi, lo sợ thất bại và dễ dàng từ bỏ mục tiêu của mình. Nếu không loại bỏ những cảm giác chán nản này, bạn khó có thể đương đầu với áp lực trong tương lai. Hãy trở về với thực tế và giữ thái độ tích cực để thúc đẩy động lực và thay đổi cách nhìn của bạn về cuộc sống. Tối thiểu, bạn sẽ không bị ám ảnh bởi quá khứ và luôn nuôi dưỡng hy vọng và khát khao tương lai. Chỉ có như vậy, bạn mới có thể khám phá được nhiều cơ hội hơn và tìm ra cách riêng để thành công. 4. Buông bỏ sĩ diện. Lý Gia Thành từng nói, khi bạn bỏ cái sĩ diện của mình xuống để đi kiếm tiền, là khi đó bạn đã trở thành một người hiểu chuyện. Khi bạn dùng tiền để kiếm lại thể diện, nghĩa là bạn đã thành công. Khi bạn dùng thể diện đi kiếm tiền, khi đó bạn đã là một nhân vật tầm cỡ. Còn nếu bạn vẫn đang dậm chân tại chỗ, ăn chơi hưởng lạc, bốc phét, chém gió, cái gì cũng tỏ ra là ta biết trong khi chẳng biết cái gì, chỉ chăm chăm giữ sĩ diện, vậy thì cả đời bạn cũng sẽ chỉ đến thế mà thôi. Quả đúng là như vậy. Sĩ diện là thường thái, có câu trời lớn đất lớn sĩ diện lớn nhất. Theo nghiên cứu của tâm lý học, thực ra, bản chất của sĩ diện chính là cảm xúc xấu hổ sợ thất bại. Càng là người ở dưới thấp, càng để ý tới sĩ diện, càng luôn muốn bảo vệ tôn nghiêm và con tim mỏng manh của bản thân. Trong khi người tài giỏi, họ nhìn xa, biết cách buông bỏ sĩ diện đúng lúc, họ chú trọng bồi dưỡng cho cái tâm hồn bên trong, nâng cao thực lực, trở nên mạnh mẽ, ưu tú hơn. Nói về buông bỏ sĩ diện, có lẽ không thể không nhắc tới câu chuyện Lưu Bị ba lần mặt dày tới tìm Gia Cát Lượng. Lưu Bị vì muốn mời Gia Cát Lượng xuống núi phò trợ cho mình mà đã ba lần buông bỏ sĩ diện của một người đứng đầu,
đích thân tới tìm Khổng Minh. Thậm chí ở lần thứ ba, khi nghe nó Ngọa Long đang ngủ trưa, Lưu Bị thà là đứng ngoài đợi Khổng Minh thức dậy chứ không vào đánh thức ngay. Cuối cùng, thành ý của ông cũng được đền đáp, và sau đó mới có Lưu Bị làm chủ được 1/3 thiên hạ lúc bấy giờ. Một ví dụ khác, Hàn Tín, thường gọi theo tước hiệu là Hoài Âm Hầu, là một danh tướng bách chiến bách thắng, thiên hạ vô địch, được Hán Cao Tổ Lưu Bang ca ngợi là nắm trong tay 100 vạn quân đã đánh là thắng, tiến công là ta không bằng Hoài Âm Hầu thời Hán Sở tranh hùng, Trung Quốc. Hàn Tín từ nhỏ đã mất ba mẹ, sống dựa vào nghề đánh cá, thường bị một vị phu nhân sai bảo, bị người xung quanh ức hiếp, coi thường. Một lần, có một đám người nọ xì nhục Hàn Tín. Có một tên đồ tể nói với Hàn Tín rằng, tuy người cao to, thích mang theo kiếm nhưng thực ra người là một kẻ nhát gan. Có bản lĩnh thì người thử dùng kiếm đâm ta xem. Nếu không dám, vậy thì hãy chui qua háng ta. Hàn Tín tự biết mình đơn độc, chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi. Vì vậy, trước mặt rất nhiều người, Hàn Tín chui qua háng của tên đồ tể ấy. Hàn Tín tự tay vứt bỏ sĩ diện của một nam tử Hán trước sự chê cười, chào phúng của người khác. Nhưng cũng nhờ vậy mà Hàn Tín qua được một kiếp nạn. Sau này dần dần bái tướng phong hầu, từng bước bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Tương truyền rằng, Hán Tín sau khi đại phú đại quý đã quay lại tìm người đồ tể năm xưa. Người đồ tể tưởng Hàn Tín quay lại báo thù mình, không ngờ rằng Hàn Tín lại thiện đãi hắn, đồng thời phong hắn làm hộ vệ tướng quân và còn nói với tên đồ tể rằng, nếu không có sự việc năm đó, sẽ không thể có Hàn Tín ta ngày hôm nay. Từ cổ chí kim, anh hùng hào kiệt luôn là người biết có biết dối và cũng chính vì vậy mà cuối cùng thành được đại sự. Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống, lại có rất nhiều người bị giới hạn bởi sĩ diện của mình, không thể thả lòng bản thân rồi nỗ lực phấn đấu không ngừng, vì vậy mà cũng khó hiện thực được mục tiêu. Người có thể nên được việc lớn đều hiểu được rằng, buông bỏ sĩ diện, bồi dưỡng tâm hồn bên trong mới là điều nên làm. Bởi lẽ con người không sống trong sĩ diện của mình hay sống trong đánh giá của người khác mà sống với thực tế và tự tại. 5. Buông bỏ sự nóng giận. Có câu, tiêu nhân vô thắc, quân tử thường quá. Ý muốn nói, tiểu nhân thì luôn cho rằng mình không bao giờ sai, quân tử lại thường tự suy ngẫm về những sai lầm của mình, rồi bắt đầu tìm nguyên nhân từ bản thân trước tiên. Người chỉ mới tìm nguyên nhân từ người khác, không chỉ không thể giải quyết vấn đề ổn thỏa mà còn khiến các mối quan hệ xã giao trở nên xấu đi. Ngược lại, phàm là người biết tìm nguyên nhân từ chính mình trước, không chỉ có thể kịp thời nhận ra thiếu sót của mình, mà đồng thời cũng là đang đặt ra những yêu cầu nghiêm khắc với bản thân hơn, thúc đẩy bản thân trở nên ưu tú hơn. Có một câu chuyện như này. Một người cha ở công ty bị lãnh đạo phê bình, trong lòng anh rất bực tức, tan làm về nhà, trông thấy con trai đang nhảy tưng tưng trên ghế sofa, anh ta tức giận mắng con trai một trận. Con trai bỗng dưng bị mắng, thấy tủi thân, cậu bé liền giận cá chém thớt đá con mèo ở bên cạnh một phát. Con mèo bị dọa sợ chạy ra ngoài, vừa hay gặp phải một chiếc xe đang đi với tốc độ nhanh, người lái xe trông thấy liền nhanh chóng bẻ lái, khiến một cậu bé đang đi bên đường bị thương. Đây chính là hiệu ứng đá mèo trong tâm lý học. Nó miêu tả vòng luẩn quẩn do sự lan tỏa mà những cảm xúc tiêu cực gây ra. Người hay nóng giận có thói quen trút giận lên người khác. Họ cố gắng chuyển hướng những lỗi lầm của bản thân thông qua phương pháp này. Nhưng trên thực tế, kết quả thường lại đi ngược lại. Mạnh Tử nói, nếu hành động không đạt được hiệu quả như kỳ vọng, vậy thì nên tự ngẫm lại bản thân, tìm nguyên nhân từ mình, đừng có than trời oán người. Khi chúng ta dám đối mặt với chính mình, biết cách tự xem xét lại bản thân, sẵn sàng thay đổi nếu làm sai, chúng ta sẽ có được dũng khí vượt qua chính mình, đồng thời cũng có thể cầm lái được quỹ đạo cuộc đời, ngày một tiến gần hơn tới thành công. 6. Buông bỏ sự chây ỷ. Trong bản tính của con người, ít nhiều gì cũng tồn tại sự lười biếng, thích há miệng chờ sung, thích an nhàn, rảnh rỗi, đây là điều hết sức bình thường. Mặc dù đó là bản tính, nhưng một người nếu muốn phát triển, nếu muốn trở nên ưu tú hơn,
bắt buộc phải ép mình đi ra khỏi khu vực an toàn của chính mình. Trên thế gian này, bất cứ một chuyện vĩ đại nào cũng đều là kết quả của sự lăn lộn, của sự bận rộn, quăng quật bản thân trong sự không thoải mái, ngoài vùng an toàn. Đây chính là thực tế xã hội. Thay đổi bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn, nhất định sẽ đau, sẽ vất vả, sẽ khó khăn. Nhưng cái đau tạm thời này lại vô cùng có giá trị và ý nghĩa. Cứ nhốt mình trong vùng an toàn, không dám bước ra ngoài, thứ chờ đợi bạn cũng chỉ có thể là một đời tầm thường. Phương pháp tốt nhất để ra khỏi vùng an toàn đó là dứt khoát khắc phục bỏ đi tính ỷ, tính lười. Ý tưởng có tuyệt vời tới đâu, nếu muốn thành công, phải hành động. Người biết cách ứng xử thông minh sẽ ngày càng tiến xa hơn, thu được nhiều của cải và dễ dàng chinh phục lòng người. Ai cũng muốn có cuộc sống sung túc và sở hữu thành công mỹ mãn. Nhưng đạt được hay không, còn phải xem bản thân có bao nhiêu năng lực. Nhiều người cho rằng chỉ học thức là tự nhiên biết kiếm tiền và trở nên giàu có. Nhưng quá trình này còn bao gồm nhiều yếu tố khác như EQ, cách đối nhân xử thế và kinh nghiệm. Người sở hữu những năng lực dưới đây chắc chắn có thể làm nên chuyện lớn, tìm về thành công. 1. Tham vọng mãnh liệt. Mỗi tỷ phú tự thân đều có thế giới quan khác nhau và có phần khác biệt so với những doanh nhân tầm cỡ. Họ thường rất tập trung, có những ý tưởng lớn, tầm nhìn về tương lai và bị mê hoặc bởi những mong muốn đó. Chính tham vọng này đã mang đến cho các tỷ phú khả năng tập trung cao độ vào quyết tâm đạt được những điều họ mong muốn. Thành công đòi hỏi nỗ lực và chăm chỉ, cũng như lòng kiên trì, bền bỉ. Để tận dụng được nỗ lực đó, để cố gắng không trở nên vô ích, cần phải có tham vọng mãnh liệt. Tham vọng khiến bạn sẵn sàng bước vào nỗi sợ hãi và lo lắng. Những nỗi sợ, những thách thức và rủi ro đó khiến họ trở nên hào hứng hơn và càng tham vọng hoàn thành hơn. 2. Kiên trì tin vào chính mình. Luôn tin tưởng việc lắng nghe và tôn trọng bản thân. Đây là kỹ năng mà các tỷ phú tin rằng đã đem lại nhiều thành công cho họ. Tin tưởng vào bản năng cũng giúp họ tránh được nhiều rắc rối trong cuộc sống cá nhân và sự nghiệp. Lắng nghe chính mình, hiểu rõ thế mạnh để phát huy nó. Đồng thời lắng nghe cuộc sống thị trường thị hiếu, để nó không phải gõ vào đầu bạn với một viên gạch hay đổ sập cả bức tường gạch xuống người bạn, là một trong những nguyên tắc hàng đầu. 3. Xây dựng các mối quan hệ nhờ EQ cao. Trong thời đại ngày nay, có IQ thôi chưa đủ mà còn phải có EQ và biết cách ứng xử cùng đối nhân xử thế. Chỉ khi biết quan sát lời nói, sắc mặt đối phương thì mới có nhiều kết nối và lựa chọn hơn, mở rộng mối quan hệ, tránh xa thị phi. Một người giỏi giao tiếp, biết thấu hiểu người khác, đối xử chân thành với mọi người thì tự nhiên sẽ gặt hái được nhiều điều tốt đẹp. Nhiều khi, thành công của một người không chỉ dựa vào năng lực bản thân mà còn cần đến sự hỗ trợ từ bên ngoài, bạn bè, đồng nghiệp, người quen biết. Mối quan hệ là điều kiện không thể thiếu trong bí quyết của mọi thành công. Người có EQ cao sẽ biết đặt mình vào vị trí của người khác, tự nhiên được nhiều sự kính trọng hơn, khi gặp vấn đề sẽ đưa ra lời khuyên và giúp đỡ. Người biết cách ứng xử thông minh sẽ ngày càng tiến xa hơn, thu được nhiều của cải và dễ dàng chinh phục lòng người. 4. Có tầm nhìn xa trông rộng. Nhận thức của một người ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chính họ. Những người có nhận thức cao, tầm nhìn sâu rộng sở hữu tư duy độc đáo và lòng dũng cảm nhất định. Vì vậy họ sẽ dám xông pha hơn, cơ hội tự nhiên nhiều hơn, đương nhiên tạo ra nhiều của cải hơn những người khác. Nếu chỉ biết nhìn vào những thứ trước mắt, một ý tưởng mới cũng không có, mà chỉ lao đầu vào làm việc, thì người đó có lẽ chỉ mãi dậm chân tại chỗ, tương lai đầy ngõ cụt. Dám lựa chọn, dám từ bỏ, dũng cảm vượt qua trở ngại. Những người như vậy sẽ dễ thành công hơn người chỉ thích vùng vẫy trong vùng an toàn. Thành công của một người không bao giờ là may mắn, mà phụ thuộc vào chiến lược và sự kiên trì. Trong xã hội này, kiếm tiền không hề dễ dàng. Đồng thời bạn cũng cần có đôi mắt tinh tường biết nhìn xa trông rộng, dám mạo hiểm và sự dung dị đón nhận mọi kết cục. 5. Không ngừng nỗ lực để nắm bắt cơ hội. Ông cha ta thường nói cuộc đời sẽ không phụ người siêng năng. Mặc dù cuộc sống ngoài kia không hề dễ dàng, thậm chí còn tàn khốc đến không tưởng, nhưng chăm chỉ không bao giờ là thừa. Càng làm việc chăm chỉ, bạn càng may mắn,
Một người không biết nỗ lực thì đương nhiên phải chấp nhận những kết cục không tốt đến với mình. Thật ra, cuộc sống nhiều khi khiến chúng ta nản lòng. Có thể tự hỏi, tại sao bản thân cố gắng đến thế nhưng cơ hội vẫn không thấy đâu, ngày tháng trôi qua không khấm khá hơn. Nhưng hãy nghĩ theo hướng khác, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm muôn phần. Bởi lẽ nhờ cố gắng, ít ra bạn cũng được vài giây phút có hy vọng thắp sáng, còn hơn ngồi không chấp nhận hiện thực, để thời gian trôi qua vô ích. Nỗ lực mang lại cơ hội, vậy thì tại sao không thử đánh cược? Trong nhiều trường hợp, ngay cả khi một gia đình chẳng có bao nhiêu điều kiện, nhưng nếu các thành viên trong nhà cùng nhau làm việc, gia cảnh cũng dần ổn định hơn. Trên đời này, chỉ có làm việc chăm chỉ mới có hy vọng, đặc biệt là những người xuất thân không được may mắn. Họ đã thua ngay từ vạch xuất phát nên phải nỗ lực hơn, chịu đựng gian khổ hơn người khác để đổi lấy tương lai tốt đẹp. Trong xã hội ngày nay, chỉ cần một người sẵn sàng chịu đựng khó khăn và cố gắng không ngừng nghỉ, họ nhất định sẽ tìm được lối thoát cho riêng mình. Dù bạn làm gì, bạn phải luôn giữ vững trái tim ham học hỏi và tìm tòi, không phải để hơn thua với người khác, mà là giúp cuộc sống của mình ngày một phong phú hơn. Và nhìn vào thực tế là khi kỹ năng của bạn đủ đầy hơn, cơ hội và công việc cũng triển vọng hơn rất nhiều. 6. Nghĩ khác biệt, có lối đi riêng. Muốn trở thành triệu phú, bạn không thể mãi đi theo số đông. Muốn sở hữu khối tài sản mà những người khác không có được, bạn phải nghĩ ra những thứ mà người thường không nghĩ ra được. Những người thuộc giới siêu giàu có xu hướng mở ra con đường riêng của mình. Trong khi đó, người bình thường phải chật vật, chen chúc trên những con đường quen thuộc của xã hội. Các triệu phú rất thích nghĩ khác biệt, thậm chí họ còn thấy khó chịu và nghi ngờ khi nhận ra rằng bản thân đang nghĩ theo số đông. 7. Tự tin. Tự tin là một phẩm chất không thể thiếu nếu muốn thành công. Các triệu phú luôn tin tưởng vào khả năng của mình. Đối với họ, thành công đến từ nỗ lực của bản thân, không phải do may mắn, số phận hay bất kỳ một yếu tố ngoại cảnh nào khác. Họ có niềm tin mãnh liệt rằng bản thân mình có thể giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc sống. Tất nhiên, sự tự tin ấy phải được xây dựng trên một cơ sở vững chắc. Nó phải xuất phát từ chính khả năng của họ. Nhờ tài năng hơn người, các triệu phú có thể đương đầu với nhiều vấn đề mà họ gặp phải trên con đường kinh doanh. Ngược lại, nếu bạn không đủ năng lực mà vẫn tràn trề tự tin thì nên cẩn thận. Bởi lẽ, sự tự tin đó có thể giết chết bạn. 8. Chấp nhận thử thách. Các triệu phú thích đạt được những dấu mốc rõ ràng và cụ thể để khẳng định giá trị của mình. Họ đặt ra những mục tiêu đầy thách thức cho bản thân và dồn hết tâm trí để đạt được mục đích của mình. Người giàu không chùn bước trước những thách thức tưởng chừng như không thể vượt qua. Ngược lại, thử thách càng cao, họ càng cố gắng. 9. Trực giác chính xác. Trực giác của người giàu thường rất chính xác. Họ thường dựa vào trực giác của bản thân để đưa ra quyết định, trong khi người thường phải vận dụng mọi chi tiết để phân tích. Thế giới thay đổi chỉ trong chớp mắt, cơ hội xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất. Việc phân tích và cân nhắc kỹ càng tốn rất nhiều thời gian, có khả năng cao làm bạn lỡ mất cơ hội. Do đó, trực giác chính là thứ khiến các triệu phú khác với người thường. 10. Biết cạnh tranh tích cực. Các triệu phú sẽ trưởng thành hơn trong sự cạnh tranh. Nhờ môi trường làm việc đầy áp lực, họ học cách đứng vững và hạ gục đối thủ trong những cuộc đua khốc liệt. Để giành chiến thắng, mỗi triệu phú đều trang bị cho mình một tâm lý tích cực trong cạnh tranh. Họ không ngại tranh đấu, không sợ hãi khi có đối thủ xuất hiện, không lo thất bại. Ngược lại, họ còn coi mỗi lần vấp ngã là một cơ hội để học hỏi và cải thiện bản thân. 11. Chấp nhận rủi ro. Những người kiếm tiền giỏi luôn biết chấp nhận rủi ro một cách có tính toán. Họ quan niệm, không có rủi ro, không có thành công. Với họ, việc ngại ngần rủi ro là một chướng ngại vật lớn trên con đường chinh phục vinh quang. Tuy nhiên, người giàu không tự đặt mình vào nguy hiểm một cách mù quáng. Mỗi lần đối mặt với rủi ro, họ đều chuẩn bị kỹ lưỡng để giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất. Nói cách khác, triệu phú là những người có khả năng đánh giá tốt. Họ chấp nhận rủi ro để tìm kiếm thành công, nhưng không bốc đồng lao đầu vào chỗ chết. 12. Bình thản ăn mừng chiến thắng. Những người thành công trong tĩnh lặng biết rằng ăn mừng chiến thắng cũng quan trọng không kém phần giành chiến thắng.
không bao giờ họ để những chiến tích trôi qua âm thầm, mà luôn biết chọn thời điểm thích hợp để tự thưởng. Nhưng họ cũng không ăn mừng theo cách phô trương hay ầm ĩ, mà chỉ nhẹ nhàng tận hưởng thành quả của mình, sau đó ngay lập tức quay lại với công việc. 13. Không đắm chìm trong sự dễ dàng, nhàn hạ. Mọi người đều thích sự dễ dàng. Nói chung, ta đều có nhu cầu tận hưởng sự an nhàn hay những điều thú vị như những bữa tiệc, những cuộc chơi và cả những cám dỗ cùng những thứ gây lãng phí thời gian khác. Nhưng nhóm người chiến thắng trong tĩnh lặng vẫn biết tự định hướng cho bản thân trong sự nhàn hạ và dễ dàng đó. Họ luôn giữ bản thân tỉnh táo vì biết rằng cái giá phải trả khi sa đà là rất lớn. 14. Chậm mà chắc. Người thành công trầm lặng biết rằng cần có thời gian để trở nên thực sự giỏi bất cứ điều gì. Họ cũng biết rằng hầu hết mọi người không sẵn sàng hy sinh nhiều thời gian, do đó không phát triển hết tài năng của mình. Hầu hết đều muốn con đường nhanh nhất và nếu không thấy tiến bộ ngay lập tức, họ sẽ bỏ cuộc. Họ né tránh nỗi đau và thất bại, thay vì cố gắng đứng dậy từ nó. Mặt khác, những người thành công thầm lặng cũng chấp nhận những rủi ro trong tầm kiểm soát, không phải những rủi ro quá lớn. Họ luôn ghi nhớ triết lý từ câu chuyện ngụ ngôn của Aesop: chậm và chắc sẽ thắng cuộc đua. Vì vậy, trong trường đua lớn của cuộc đời, khi những đối thủ hối hả khác đã mệt nhoài, những người này mới chậm rãi tiến về đích. Cuộc sống không phải là một cuộc đua, mà là một chuyến đi bộ dài. Và càng đi chậm, ta càng có thể tận hưởng nó, đồng thời gặt hái những thành công xứng đáng. 15. Khả năng làm chủ thời gian. Thông thường, những người đàn ông trưởng thành đều có nguyên tắc khi sử dụng thời gian. Ví dụ đơn giản, một số người dậy sớm mỗi ngày để tắm rửa và mỗi người đều có cách kiểm soát thời gian của riêng mình. Có người mất nửa tiếng, thậm chí cả tiếng đồng hồ để tắm rửa, trong khi có người chỉ mất khoảng 20 phút. Cái gọi là khái niệm khẩn cấp về thời gian có nghĩa là bất kể bạn đang làm gì, bạn phải dành toàn bộ tâm huyết. Làm việc không phải lúc nào cũng càng sớm càng tốt. Có những việc nếu nhanh cũng không có tác dụng gì. Nhưng nếu không kiểm soát tốt thời gian, hoàn thành một việc quá thời hạn, thì hiệu quả mong đợi sẽ không thể đạt được. Đàn ông trưởng thành sẽ kiểm soát chặt chẽ thời gian trong quá trình làm việc. Chủ động, cẩn thận là cơ sở để kiểm soát thời gian. Chỉ có như vậy họ mới có thể hoàn thành mọi thứ một cách nhanh chóng và tốt nhất, dù trong công việc hay trong cuộc sống. Kiểm soát tốt thời gian có thể làm cho tinh thần và năng lượng của một người được cải thiện một cách toàn diện. 16. Kiểm soát cảm xúc của bản thân. Mỗi người đều có tính cách của riêng mình. Khi gặp một số mâu thuẫn không thể hòa giải, con người sẽ bộc lộ những tính cách khác nhau. Có người bình tĩnh tìm phương án giải quyết khác, có người lại bộc phát những nóng nảy cho phía đối phương. Thực chất đây chỉ là một trong những khả năng kiểm soát cảm xúc của cá nhân. Nếu một người muốn thành công, anh ta phải học khả năng kiểm soát cảm xúc tốt. Điều này được thể hiện trên tất cả các khía cạnh. Dù là chuyện vui hay chuyện buồn, điều đầu tiên cần làm là để niềm vui và sự tức giận ra khỏi tầm mắt, không thể hiện quá nhiều cảm xúc trên khuôn mặt. Dấu hiệu lớn nhất của một người đàn ông trưởng thành là kiểm soát cảm xúc. Khả năng này được thể hiện trong công việc và trong cuộc sống. Đối mặt với đồng nghiệp, người thân, vợ con, kiểm soát tốt cảm xúc đồng nghĩa với việc anh ta đã đạt hơn một nửa của sự trưởng thành. 17. Ai cũng có thể có của cải. Tất cả những gì bạn cần là làm việc chăm chỉ. Richard Templer tin rằng điều đáng yêu nhất của sự giàu có là nó không phân biệt đối xử với bất kỳ ai. Nó không quan tâm đến màu da hay chiều cao của bạn. Nó không quan tâm việc bạn thuộc tầng lớp nào, bố mẹ bạn làm công việc gì, hay bạn sống ở đâu. Dù cuộc sống ngày hôm qua có như thế nào đi chăng nữa, thì hôm nay sẽ luôn có một khởi đầu mới, và bạn có quyền và cơ hội nhận được nhiều phần thưởng hơn như những người khác. Bởi lẽ của cải không biết ai sở hữu nó, những người này có năng khiếu gì, có tham vọng ra sao, thuộc tầng lớp nào. Của cải không có tai, không có mắt, không có tri giác. Nó vô hồn, vô cảm, chỉ chờ được sử dụng, tiêu dùng, cất giữ, đầu tư và tranh giành, dù là bạn hay người khác. Điều đó không quan trọng. Hãy thử quan sát những người giàu có, họ không có điểm chung nào cả. Một số thì lịch lãm chìn chu, một số thì thô lỗ tục tằn. Một số có trình độ học vấn cao, trong khi những người khác lại chưa chắc đã tốt nghiệp cấp 3. Có người xuất thân từ những gia đình tốt,
nhưng cũng có một số người có xuất thân khiêm tốn. Chúng ta không có quyền lựa chọn môi trường sống xung quanh mình, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn cách mà mình sống và con người mà mình sẽ trở thành. 18. Hiểu rõ khái niệm về tiền bạc của bạn là gì và nó đến từ đâu. Trong quá trình lớn lên, chúng ta đều sẽ được nghe nhiều huyền thoại khác nhau về tiền bạc và chúng tạo nên quan điểm tiềm thức của chúng ta về tiền. Bạn có tin những quan điểm chung này không? Tiền là cội rễ của mọi điều xấu xa. Tiền là dơ bẩn. Chỉ những kẻ tham lam và bất lương mới muốn kiếm tiền. Tiền làm hư hỏng con người. Có tiền thì mất bạn, có càng nhiều thì càng ham. Không có tiền sẽ ít phiền não hơn. Nghèo mà thoải mái thì cũng là điều vui. Tìm hiểu quan điểm của bạn về tiền bạc, viết chúng ra giấy và suy nghĩ về lý do tại sao bạn có những quan điểm đó. Đó là kết luận bạn đưa ra sau khi suy nghĩ cẩn thận, phân tích hợp lý và nghiên cứu sâu, hay đó là ý tưởng mà bạn nghe từ người khác và chấp nhận mà không cần suy nghĩ. Hãy bỏ qua những suy nghĩ phiến diện và quên đi suy nghĩ đang kìm hãm bạn và ngăn cản bạn kiếm tiền. Loại bỏ phiền nhiễu và làm những gì bạn có thể làm ngay bây giờ. 19. Hiểu mối quan hệ giữa giàu có và hạnh phúc. Bạn có hạnh phúc khi có nhiều tiền không? Bạn phải có bao nhiêu tiền để hạnh phúc? Điều chúng ta có thể chắc chắn là quá ít tiền có thể khiến cuộc sống của chúng ta trở nên khốn khổ, và quá nhiều tiền cũng có thể khiến cuộc sống của ta trở nên mù mờ và trống rỗng. Công việc quá nhiều cũng vậy. Vì vậy, một người dù giàu có hay không thì cuộc đời của người đó cũng có khả năng bất hạnh. Đã có thời, béo phì, ung thư đường ruột, bệnh tim mạch vành, tiểu đường và các bệnh khác là do con người ta sống quá sung túc, thừa chất dinh dưỡng và lười hoạt động gây ra. Chúng còn được gọi là bệnh nhà giàu. Nếu bạn muốn dùng tiền để làm cho mình trẻ hơn, thú vị hơn và đẹp trai hơn, bạn nhất định sẽ thất vọng. Một số người trúng số, mua nhà lớn, mua xe sang, nhưng lại bỏ rơi người thân, bạn bè, sống một cuộc sống không hạnh phúc. Cũng có những lãnh đạo doanh nghiệp gặp thất bại trong kinh doanh và chọn cách kết liễu cuộc đời. Họ tin rằng cuộc sống không một xu dính túi còn khó đối mặt hơn cái chết. Sự giàu có là một giả dược, không phải thuốc thần có thể chữa được mọi thứ bệnh. Thái độ tốt nhất đối với tiền bạc là hạ thấp kỳ vọng của bạn về sự giàu có và đừng chi tiêu với tâm lý rằng tiêu tiền sẽ khiến bạn hạnh phúc. 20. Tích lũy càng sớm càng tốt. Có người nói rằng, nếu biết tiền quan trọng như vậy, tôi đã bắt đầu tiết kiệm tiền từ khi còn học trường mẫu giáo. Tích tiểu thì thành đại. Bạn càng sớm biết tầm quan trọng của việc tiết kiệm tiền, bạn càng dễ dàng phát triển nó thành một thói quen tự nhiên. Để ra tiết kiệm một phần số tiền bạn nhận được hàng tháng và xác định số tiền cụ thể theo thu nhập và chi phí của bạn, cho dù đó là 50%, 20% hay thậm chí chỉ 10%. Thỉnh thoảng, bạn sẽ thấy mình có một tài khoản siêu tiết kiệm có thể dùng làm tài khoản hưu bổng, tài khoản tiết kiệm cá nhân hoặc một thứ gì đó khác. Thói quen tiết kiệm tiền không phải chỉ được hình thành sau khi kiếm được tiền. Hãy sớm nói với trẻ rằng chúng có thể tiêu một nửa tiền tiêu vặt còn một nửa để dành, và chúng cũng sẽ có tài khoản riêng. 21. Nhìn bản thân bằng con mắt của người khác. Kiếm tiền, suy cho cùng chính là bán bản thân, bán thời gian, sức lao động, dịch vụ, sản phẩm. Nếu chúng ta muốn kiếm tiền, chúng ta phải sở hữu thứ mà người khác muốn mua. Vì vậy, việc đánh giá bản thân một cách nghiêm túc và trung thực sẽ giúp bạn biết người khác nhìn nhận bạn như thế nào và bạn cần thực hiện những thay đổi nào mới khiến khả năng kiếm tiền của bản thân được nâng cao. Khả năng chuyên môn, tính cách, sự lịch thiệp, thái độ, sự đúng giờ, chính trực, kỹ năng giao tiếp, ngôn ngữ, khả năng xử lý công việc, liệu bạn có được đồng nghiệp hay khách hàng tín nhiệm hay không. Bạn cần suy nghĩ kỹ và có một cái nhìn đúng đắn hơn về mọi thứ liên quan tới thương hiệu cá nhân của mình. Những thứ có thể giúp bạn kiếm tiền phải là những thứ bạn thực sự muốn làm và không cần phải giả làm người khác. Nếu một công việc, một nghề nghiệp cho phép bạn thể hiện một cá tính độc đáo, thể hiện chính mình, thì chắc chắn nó sẽ mang lại cho bạn sự giàu có. 22. Học cách mua và chi tiêu. Tiền bạc có được nhờ làm việc chăm chỉ nên được sử dụng một cách cẩn thận. Tiêu tiền dễ kiếm tiền khó. Chúng ta hoàn toàn có thể tiêu hao thành quả của nhiều năm làm việc chăm chỉ trong chốc lát. Vì vậy hãy cẩn trọng khi tiêu tiền.
đó không liên quan tới việc không biết tận hưởng cuộc sống. Nó chỉ đơn giản là vấn đề tiêu tiền mà không có sự lãng phí. Chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi quảng cáo, và nếu một sản phẩm có màu sắc rực rỡ, tạo ra âm thanh và tạo ra một bầu không khí sống chất lượng, chúng ta sẽ bị thu hút bởi nó. Sau khi hào hứng mua nó, khi mở gói ra, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy nhàm chán. Nếu bạn muốn tích lũy thêm tiền bạc, bạn phải kiểm soát sự nóng vội của mình trong việc chi tiêu. Xây dựng sự giàu có là một trò chơi có phần thưởng và mục tiêu của mọi người là về đích và nhận được giải thưởng lớn. Một số người không bao giờ xuất phát nổi bởi vì họ bị kéo xuống bởi quá nhiều niềm tin vô ích. Một số người ngã xuống lề đường ngay sau khi xuất phát vì lười biếng. Những người khác lại sợ hãi trước những khó khăn trên đường và không đi đến được cuối cùng. Chỉ còn lại một phần nhỏ những người có thể lao về đích. Cha đẻ của tâm lý học tích cực Seligman từng nói, hạnh phúc không phải là kết quả, mà là khả năng, và hạnh phúc lâu dài nhất là cảm giác tôi có thể khi đối mặt với mọi thứ. Niềm vui của việc kiếm tiền cũng như vậy. Nó cho phép bạn tự tin nói rằng tôi có thể khi đối mặt với cuộc sống mà bạn muốn. 23. Làm việc thông minh và chăm chỉ. Để đạt 90% thành công trong lĩnh vực công việc của mình, bạn có thể cần chăm chỉ một chút hoặc sáng tạo hơn một chút. Tuy nhiên, để nâng mức hoàn thiện lên 99%, bạn sẽ cần phải kết hợp cả hai yếu tố đó. Ở trên đỉnh cao của một lĩnh vực bất kỳ, cuộc chiến cạnh tranh sẽ vô cùng khốc liệt. Bạn sẽ phải đối đầu với những đối thủ không những cực kỳ tài năng mà còn sẵn sàng làm việc rất nhiều. Do đó, càng sớm kết hợp trí óc và sức lực sớm bao nhiêu, bạn sẽ càng sớm được hưởng lợi thế bấy nhiêu. Càng ít phải chịu trách nhiệm, thì bạn càng có điều kiện để làm việc chăm chỉ, nhất là khi bạn còn trẻ tuổi. 24. Hướng tới sự phát triển vượt trội. Tỷ phú Sam Altman chia sẻ, tôi sẵn sàng dành nhiều hơn thời gian cần thiết giữa các dự án để tìm kiếm điều cần làm tiếp theo. Và tôi luôn khao khát dự án mới đó. Nếu thành công, nó sẽ là di sản cả đời của tôi và từ đó về sau trong sự nghiệp sẽ chỉ là những lời nhắn nhủ thêm mà thôi. Phần lớn mọi người quan tâm quá nhiều vào các cơ hội thông thường. Thay vào đó, hãy sẵn sàng bỏ qua các cơ hội này để tập trung vào những bước thay đổi tiềm năng hơn. 25. Bạn phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Dùng chính lời nói của bạn để định nghĩa thành công. Dùng quy tắc của bạn đi hiện thực hóa nó. Tạo ra một cuộc sống khiến bạn tự hào. Nữ doanh nhân người Mỹ, Anne-Mary Sweeney từng phát biểu. Bản lĩnh lớn nhất đời người chính là dám chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Dù có không thích, bạn cũng phải chịu trách nhiệm với ngày hôm nay của chính mình. Sự thay đổi tâm lý này là không dễ dàng, nhưng nó có thể giúp bạn kiểm soát được thành công của mình. Nó có thể giúp bạn làm tốt hơn trong công việc, tiến bộ hơn, tạo ra những mối quan hệ tích cực hơn, giúp tăng năng suất và cả sự hài lòng của bản thân hơn. Đừng bao giờ quy mọi vấn đề hay thất bại của bạn, dù to hay nhỏ, về cho người khác. Đừng lấy tình huống này ngoài tầm kiểm soát của tôi làm bia đỡ đạn cho những lựa chọn, quyết định, hành vi và hành động của chính bạn. Hãy chịu trách nhiệm với chính hành vi của mình. 26. Cuộc sống không hề hoàn hảo. Không phải mỗi việc đều diễn ra theo dự tính. Một cuộc đời có phạm sai lầm không chỉ vinh quang hơn một cuộc sống không làm gì cả, mà còn có ích hơn. Không tồn tại cái gọi là hoàn hảo trên đời. Kết cục hoàn hảo đôi khi sẽ rời bạn mà đi. Bạn có lẽ sẽ không thể hoàn thành mỗi một mục tiêu mình đã đề ra, nhưng lên kế hoạch và không ngừng tiến về phía trước vẫn luôn rất quan trọng. Khi sự việc lệch ra khỏi quỹ đạo mà bạn dự tính, hãy dành thời gian ra để học hỏi và thích ứng. Khi lên kế hoạch, sách lược tốt nhất chính là có cho mình một plan B. Cuộc sống là không thể dự đoán trước, đây là điều tốt. Hãy ôm lấy nó và luôn sẵn sàng cho sự thay đổi. Đây cũng là nguyên nhân khiến cuộc sống luôn ngập tràn sự thú vị. Khi không có một thứ gì là chắc chắn, mọi thứ đều có khả năng. 27. Mỗi một trở ngại đều là con đường phía trước. Bạn sẽ gặp phải trở ngại trong cuộc sống, trích trong công bằng và không công bằng. Bạn sẽ hết lần này tới lần khác phát hiện ra, điều quan trọng nhất không phải là những trở ngại đó là gì, mà là cách chúng ta nhìn nhận chúng, ứng phó với chúng và việc liệu chúng ta có thể đứng vững được hay không. Đừng lựa chọn phàn nàn, càng đừng từ bỏ.
hai lựa chọn này chẳng giúp ích gì cho bạn trên con đường trở nên tốt hơn. Albert Hubbard từng nói, kiên trì thêm một chút nữa, nỗ lực thêm một chút nữa, những thất bại tưởng chừng như vô vọng rất có thể trở thành thành công huy hoàng. Những trở ngại trên con đường của bạn chính là một con đường mới. Đừng bao giờ quên, tiềm ẩn bên trong mỗi một trở ngại là một cơ hội giúp ta thay đổi tình thế hiện tại. 28. Mỗi một sự việc xảy ra trong cuộc sống đều là một hành trình du lịch. Nếu bạn không đầu tư 100% sức lực, cố gắng và thời gian cho bất cứ một hành trình nào, vậy thì sự tiến bộ sẽ là rất chậm, hoặc cơ bản là sẽ chẳng xảy ra. Theo thời gian, niềm tin của bạn có thể khiến bộ não của bạn đưa ra những kết luận sai lầm về cuộc sống. Từ đó ảnh hưởng đến cách bạn suy nghĩ và cả những quyết định bạn đưa ra. Trong cuốn Mindset, Tâm lý học của thành công, tác giả Carol Dweck nói, cách nhìn của bạn với chính bản thân mình ảnh hưởng rất sâu sắc tới phương thức sống của bạn. Nó có thể quyết định bạn có thể trở thành người mà mình muốn trở thành hay không, và liệu bạn có hoàn thành việc mà bạn cho là quan trọng hay không. Không phải lúc nào bạn cũng cần một kế hoạch hoàn hảo. Rất nhiều khi bạn chỉ cần thử buông tay thôi, và rồi xem chuyện gì xảy ra. 29. Khi mới bắt đầu, làm nhiều việc một lúc cũng không sao. Bạn không cần phải đợi mình làm thật tốt, rồi mới bắt đầu đi làm việc mà mình muốn làm. Nếu bạn muốn trở nên ưu tú trong lĩnh vực của mình, hãy bắt đầu từ bây giờ. Mary Tyler Moore từng nói, nắm lấy cơ hội, dám sai lầm. Đây chính là cách để trưởng thành, khó khăn nuôi dưỡng dũng khí của bạn. Muốn trở nên bản lĩnh hơn, bạn phải thất bại. Khi bạn rèn luyện một việc gì đó, bạn sẽ tiến bộ, bạn sẽ trưởng thành, bạn sẽ có được kỹ năng và niềm tin mới trong quá trình này, bởi lẽ bạn sẽ trở nên tốt hơn theo thời gian. 30. Hoàn thành quan trọng hơn hoàn hảo. Không ngừng tiến bộ, chứ không phải mưu cầu sự hoàn mỹ, Kim Colin. Thế giới hiện thực sẽ không thưởng cho những người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Thay vào đó, nó thưởng cho người hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn mỹ không quan trọng, quan trọng là hoàn thành công việc. Giáo sư J.C. Wade từ trường tâm lý học thuộc Đại học Flinders ở Nam Úc định nghĩa, chủ nghĩa hoàn hảo không lành mạnh là tiêu chuẩn cao và sự tự phê bình tàn nhẫn. Đây là rào cản chính giữa bạn và bản nháp tồi tệ đầu tiên. Hãy cho bản thân một chút thời gian trong cuộc sống để suy nghĩ về những gì có thể xảy ra và thực hiện những bước đi nhỏ nhất theo hướng này. Hoàn thành nhiệm vụ là một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể học được. Tất cả chúng ta đều không muốn sống một cuộc sống tầm thường, và cách để cuộc sống của mình trở nên đầy màu sắc đó là tạo ra một phen chiến tích. Nhưng trong cuộc sống, nếu muốn đạt được thành tựu thì nhất định phải có năng lực. Suy cho cùng thì ai cũng muốn vươn lên, chẳng có ai muốn sống nghèo khổ cả. Người thông minh sẽ thay đổi cuộc đời của họ từ những điều căn bản nhất. Họ không bao giờ nằm trên giường mà mơ mộng, vì đối với họ, chỉ người có năng lực mới có đủ tư cách đạt được thành công. Thành công không có khuôn mẫu. Để hướng đến thành công, hãy học hỏi. Để chắc chắn thành công, hãy khác biệt. Con đường của bạn cần phù hợp nhất với chính những gì bạn đang có. Muốn thành công hãy học người thành công là một lời khuyên quen thuộc. Có người còn khẳng định, người thành công luôn đúng. Trong nhiều cơ quan vẫn sử dụng các hình thức thi đua khen thưởng để xây dựng gương điển hình, cá nhân tiêu biểu, như là lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua, anh hùng lao động. Từ khi chúng ta chuyển sang nền kinh tế thị trường thì các chức danh giám đốc, tổng giám đốc, CEO, chủ tịch hội đồng quản trị thường được nhắc đến nhiều trong các lời giới thiệu. Bởi vậy nên những ai đạt được các danh hiệu hay mang những chức danh đó cũng thường được đánh giá là thành công. Vậy phải chăng thành công là có khuôn mẫu? Quan niệm về sự thành công. Có lẽ nhiều người trong chúng ta càng trưởng thành sẽ càng nhận thấy rằng những lời khuyên và quan niệm về sự thành công như trên là không phù hợp với thực tiễn và thiếu tính nhân văn. Thứ nhất, sự thành công của mỗi người khác nhau là khác nhau. Con người ta khi sinh ra thì năng lực tự nhiên vốn có của mỗi người đã là khác nhau, lớn lên trong những hoàn cảnh khác nhau, môi trường giáo dục khác nhau, và mong muốn, ước mơ của họ lại càng khác nhau. Do vậy không thể tồn tại một chuẩn mực chung về sự thành công cho tất cả mọi người. Không nhất thiết và sẽ là bi kịch cho xã hội nếu thành công nào cũng được đo bằng sự nổi tiếng, vị trí xã hội.
mức thu nhập hay số tiền và tài sản mà một người đang sở hữu. Thứ hai, thành công là một quá trình chứ không phải là một sự kiện. Điểm của một kỳ thi, tỷ số của một trận đấu, kết quả làm việc hay doanh thu của một giai đoạn hoạt động không hoàn toàn phản ánh năng lực thực chất và càng không quyết định sự thành bại của một người. Thứ ba, không có người thành công nào mà lại chưa từng thất bại. Trên thực tế, họ thành công bởi vì họ đã từng phạm sai lầm và đã từng thất bại nhiều hơn so với những người khác. Hơn thế nữa, trong thế giới năng động và cạnh tranh cao như hiện nay, luôn đòi hỏi các thành viên trong xã hội cần phát huy tối đa năng lực và bản sự vốn có, năng lực và sở trường tự nhiên của mình. Sự khác biệt và tính đặc thù của mỗi cá nhân cần được tôn trọng và phát huy. Thành công là khi bạn hạnh phúc với chính mình. Tại sao nước Mỹ có lịch sử ngắn hơn các quốc gia khác nhưng lại là quốc gia sở hữu nhiều nhân tài nhất, làm chủ nhiều công nghệ hàng đầu thế giới? Đó chính là vì ở xã hội đó họ luôn tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá thể. Nếu một đứa trẻ luôn được cha mẹ và người lớn lấy một đứa trẻ khác để so sánh và coi đó là tấm gương cho nó, thì vô hình chung đã làm triệt đi cái bản ngã và năng lực vốn có của đứa trẻ. Ngay cả với đứa trẻ được ca ngợi kia cũng không có gì là tốt. Nó sẽ dễ bị ngộ nhận về bản thân, dễ nảy sinh tâm lý hiển thị và đố kỵ sau này. Bill Gates từng nói, đừng bao giờ so sánh bạn với người khác. Nếu bạn làm vậy, bạn đang tự sỉ nhục mình. Trong một xã hội đang thoát nghèo như nước ta, thì sự thành đạt về vị trí, tiền bạc và vật chất đang được chú ý, đang được đề cao và được coi là chuẩn mực đánh giá sự thành công của một cá nhân. Bên cạnh đó, những giá trị văn hóa, lối sống và chuẩn mực đạo đức lại có xu hướng bị xem nhẹ, thậm chí bỏ qua. Đó là lý do tại sao không ít cán bộ lãnh đạo cấp cao từng được báo chí ca ngợi hết lời bỗng dưng ngã ngửa. Không ít doanh nhân từng được tung hô khắp nơi như một câu chuyện thành công mẫu bỗng dưng vỡ nợ hoặc phải ra hầu tòa. Và trong giới ca sĩ, người mẫu có những cái tên được hâm mộ đang còn hot trên truyền thông đã có scandal. Điều đáng lo ngại nhất chính là giới trẻ hôm nay, họ đang thực sự bị mất phương hướng. Hầu hết các bạn trẻ bước vào đời khi chưa thực sự phân biệt được thế nào là đúng là sai, là tốt là xấu, là thật là giả. Và chỉ một thời gian ngắn sau khi ra trường, các bạn trẻ lại bị cuốn vào dòng chảy của xã hội, theo đuổi và truy cầu sự thỏa mãn cá nhân và thành đạt trong danh lợi tình, giống như những gì đang diễn ra xung quanh họ. Nắm bắt được thị hiếu muốn thành công nhanh của giới trẻ, ngày càng có nhiều các khóa học thành công, hội thảo làm giàu mà ở đó các diễn giả thường tung ra các câu chuyện làm kích thích tham vọng của giới trẻ và truyền dạy cho họ những kỹ năng làm thế nào để sớm thành danh, kiếm được nhiều tiền hơn và nhanh hơn. Không ít các bạn trẻ sau những khóa học hay hội thảo như vậy đã hào hứng chia sẻ, khóa học này đã làm thay đổi cuộc đời em. Một sự ngộ nhận đáng thương nhiều hơn đáng trách. Người trẻ thường hay ngộ nhận về sự thành công và vội vã chạy theo những giá trị bề nổi này. Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Thực ra những hiện tượng thành công nhanh, làm giàu nhanh, nổi tiếng nhanh nhưng ngắn, sớm kết thúc, hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên, không phải là tình cờ và cũng không phải là bỗng dưng. Đó là hệ quả tất yếu của quy luật nhân quả, quy luật thiện hữu, thiện báo, ác hữu, ác báo. Chỉ là con người ngày nay đã không nhận ra hoặc cố tình bỏ qua những quy luật đã luôn luôn tồn tại. Triết gia kinh doanh người Mỹ Jim Rohn từng nói, thành công là kết quả tất yếu của việc kiên trì áp dụng những nguyên tắc nền tảng cơ bản. Để thành công, bạn không nhất thiết phải giống với một cá nhân nào đó hay mẫu hình nào cả, mà hãy tôn trọng những nguyên tắc nền tảng và theo đuổi những giá trị quan trọng đối với bạn. Do vậy, thay vì đi tìm kiếm những khuôn mẫu hay bí kíp thành công có sẵn nào đó, hãy tìm hiểu và vận dụng những nguyên lý và nguyên tắc nền tảng để tạo dựng sự thành công của chính mình. Ông Inamori Karuo, nhà kinh doanh tài ba hàng đầu Nhật Bản, nhà sáng lập và nguyên chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Kyocera, chủ tịch hãng hàng không Japan Airlines, đã chia sẻ nguyên tắc kinh doanh của mình trong cuốn sách Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế. Đó là xây dựng sự nghiệp kinh doanh phải dựa trên nền tảng đạo đức, kính thiên, ái nhân. Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế chính là không vị kỷ, giảm bớt lòng tham, hành động vì lợi ích của người khác, kiên cường, chính trực và chân thành. Chắc hẳn có người sẽ đồng tình với quan điểm rằng, dù tìm kiếm sự thành công trong lĩnh vực nào, bạn là người đi làm công ăn lương, tự làm cho mình hay là chủ một doanh nghiệp, thì đạo lý kính thiên, ái nhân, tức là tôn trọng nguyên lý của vũ trụ,
yêu thương con người luôn cần được coi trọng. Nó cần là kim chỉ nam cho lối sống và hành vi trong công việc. Người xưa đã đúc kết, thành công là sự hội tụ của thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Vạn sự vạn vật trong vũ trụ này, kể cả con người chúng ta cùng với những công việc mà ta đang làm, những mục tiêu chúng ta đang theo đuổi đều đang vận động và đều bị chi phối bởi những quy luật và nguyên tắc nhất định. Một trong những quy luật đó là bất thất giả bất đắc. Đắc tiểu đắc thất, nghĩa là không mất thì không được, muốn được thì phải mất. Nói khác đi, sự thành công nào cũng có cái giá của nó. Sự trả giá đó bao gồm những sự nỗ lực và chăm chỉ của bạn, tính kỷ luật, tính kiên trì và cả những thăng trầm và thất bại mà bạn cần phải trải qua trên con đường mà mình đã chọn. Tuy nhiên, cũng cần hiểu rằng, cùng một sự trả giá nhưng ở thời điểm khác nhau, địa điểm khác nhau và với con người cụ thể khác nhau có thể mang đến những kết quả khác nhau. Trong lịch sử, Khổng Minh là một người thông minh xuất chúng, tính toán như thần, đã từng phải thốt lên rằng, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, là vậy. Quay trở lại, nếu chúng ta không lấy vị trí, tiền bạc và tài sản để đánh giá sự thành công của mình, thì sự thành công của chúng ta sẽ không bị hạn cuộc vào những yếu tố vật chất thuần túy đó. Nhà bác học có nhiều đóng góp lớn cho nhân loại, Albert Einstein từng nói, không phải tất cả những thứ có giá trị đều có thể đo đếm được, ví như sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc, các giá trị tinh thần và đạo đức. Thành công không có khuôn mẫu và con đường tới thành công không có sẵn bao giờ, đó là điều khẳng định. Khi bạn tự bước đi bằng đôi chân của mình, từ chính nơi bạn bắt đầu và bạn sẽ tạo nên con đường cho mình. Nhà văn Lỗ Tấn từng nói, trước kia làm gì có đường, người ta đi mãi thì mới thành đường đó thôi. Cũng cần nhớ rằng, có thể bạn sẽ không đến được nơi định đến, nhưng cuối cùng bạn sẽ đến được nơi mà bạn chính xác cần có mặt. Có thể thỉnh thoảng bạn sẽ muốn tự nhắc mình câu nói sau của triết gia Jim Rohn, giá trị lớn trong cuộc sống không phải là những gì bạn nhận được, giá trị lớn trong cuộc sống là những gì bạn trở thành. Đó cũng chính là sự thành công mà chúng ta cần hướng tới và nó chỉ có thể đến từ bên trong mỗi chúng ta. Muốn thành công, hãy nghe 7 lời khuyên này của tỷ phú Lý Gia Thành. 1. Hãy giữ thái độ khiêm tốn. Dù bạn đã đạt được nhiều thành tựu đến mấy, dù kiến thức của bạn có uyên thâm đến mấy, bạn vẫn phải sống thật khiêm tốn và không ngừng học hỏi. 2. Nghĩ tích cực nhưng vẫn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Sự lạc quan đã giúp tỷ phú Lý Gia Thành vượt qua mọi khó khăn để đạt được những viên gạch thành công đầu tiên. Từ đó ông phát triển sự nghiệp của mình thành một đế chế. Nhưng ẩn sâu trong sự tiến lên không ngừng đó là những kế hoạch dự phòng cho mọi bất trắc. Quá nhiều thứ đã xảy ra trong 50 năm qua. Tuy nhiên, bạn đã bao nhiêu lần chứng kiến vấn đề tài chính nghiêm trọng của Trung Cong? Không một lần nào. Lý do là chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống tệ nhất. Đó cũng chính là nguyên tắc của tôi. 3. Kiến thức là vô hạn. Hãy học hỏi không ngừng và dùng nó để thay đổi cuộc đời bạn. Bước ngoặt đầu tiên của cuộc đời tôi là sau Thế chiến thứ hai. Ông chủ cần một bức thư viết tay. Một đồng nghiệp đã đề cử tôi nhận nhiệm vụ. Ông chủ khen bức thư tôi viết rất tốt. Ông chủ hài lòng với công việc và cất nhắc tôi làm trưởng một bộ phận nhỏ. Tôi tin rằng kiến thức có thể thay đổi cuộc sống. Trong sản xuất nói riêng, bạn phải có kinh nghiệm không chỉ với thị trường mà còn cả năng suất và chất lượng. Tôi từng làm mọi việc ở các cấp độ. Tôi rất cẩn thận. Tôi không vay nợ. Vì thời điểm đó tôi không đủ điều kiện để vay ngân hàng. Nhưng tôi nắm rõ tình hình tài chính của công ty như mặt sau của bàn tay. Tôi có thể trả lời bất kỳ câu hỏi vào về công ty. 4. Hãy trân trọng nhân viên và làm cho họ cảm thấy công ty giống như ngôi nhà thứ hai của mình. Nếu xem mình là một ông chủ với quyền lực tuyệt đối, bạn không bao giờ có được những nhân viên tâm huyết, gắn bó với mình. Hãy cởi mở với cấp dưới của mình, cho họ lời khuyên, sự giúp đỡ, sự động viên để họ cảm thấy công ty thân thương giống như ở nhà. 5. Ổn định và phát triển tồn tại song hành với nhau. Tôi luôn có tinh thần chiến đấu. Khi bắt đầu kinh doanh, tôi chỉ có một số vốn nhỏ. Đó là lý do tôi luôn thận trọng. Tôi không bao giờ quên nhiệm vụ duy trì sự ổn định trong khi tìm cách phát triển và mở rộng. Sự ổn định và phát triển phải luôn cân bằng. 6. May mắn là quan trọng nhưng trong kế hoạch của bạn đừng chứa từ may mắn. Tôi không phủ nhận rằng thời thế tạo anh hùng. Nhưng đối với bản thân, tôi gần như chắc chắn không dựa vào may mắn.
tôi thành công nhờ chăm chỉ làm việc để đạt được những mục tiêu của bản thân. 7. Tin vào chính mình. Có đồng nghiệp là tốt, có nhân viên là tốt, bất cứ công việc gì ông Lý Gia Thành cũng có thể thuê ngoài. Nhưng trước tiên bản thân mình phải tự tin vào chính mình. Khi lập bất cứ một kế hoạch hay chiến lược kinh doanh nào, trước tiên phải tự ông tính toán và xác lập từng đường đi nước bước. 8. Giúp đỡ mọi người. Lớn lên trong nghèo khó, ông Lý Gia Thành rất hiểu và trân trọng những hoàn cảnh bất hạnh. Ông thường xuyên hỗ trợ các quỹ từ thiện và giáo dục. Tôi sẽ tiếp tục làm như vậy và nhiều hơn thế nữa. Không phải vì đó là nghĩa vụ mà đó là một phương châm cuộc sống của tôi. Muốn thay đổi thế giới, trước hết hãy thay đổi chính mình. Tương truyền rằng trong khu mộ tại nhà thờ Westminster, London, Anh Quốc, giữa những tấm bia mộ của nhiều nhà lãnh đạo và những người nổi tiếng thế giới, có một tấm bia mộ đặc biệt ghi lại vài lời tâm sự khi sắp lìa đời. Có người cho rằng đó là một bài học cuộc sống sâu sắc, có người lại nói đó là một nhân cách hướng nội, cũng có người lại liên tưởng tới triết lý tu thân, tể gia, trị quốc, bình thiên hạ thay đổi chính mình để thay đổi thế giới nổi tiếng của phương Đông. Kỳ thực, đây là một tấm bia vô danh, dù nó ở cùng nơi với bia mộ của những người nổi tiếng như vua Hannibal, George II, cho đến những xác lì Dickens, Isaac Newton, Stephen Hawking. Một tấm bia vô danh nằm cạnh các danh nhân như vậy, xem ra có phần nhỏ bé. Tuy nhiên nhiều người lại xúc động khi đọc những dòng chữ khắc trên tấm bia mộ này. Khi tôi còn trẻ, còn tự do, trí tưởng tượng của tôi không bị giới hạn, tôi đã mơ thay đổi thế giới. Khi tôi đã lớn hơn, khôn ngoan hơn, tôi phát hiện ra tôi sẽ không thay đổi được thế giới. Vì vậy tôi rút ngắn ước mơ của mình lại và quyết định chỉ thay đổi đất nước của tôi. Nhưng cũng như vậy, dường như đất nước không thể thay đổi được. Khi tôi bước vào những năm cuối đời, trong một cố gắng cuối cùng, tôi quyết định chỉ thay đổi gia đình tôi, những người gần nhất với tôi. Nhưng than ôi, điều này cũng là không thể. Và bây giờ, khi nằm trên giường, lúc sắp lìa đời, tôi chợt nhận ra. Nếu như tôi bắt đầu thay đổi bản thân mình trước, lấy mình làm tấm gương thì có thể thay đổi được gia đình mình. Với sự giúp đỡ, động viên của gia đình mình, tôi có thể làm điều gì đó thay đổi đất nước. Và biết đâu đấy, tôi thậm chí có thể làm thay đổi thế giới. Tư duy làm giàu mong bạn hãy suy ngẫm kỹ rồi có hành động quyết liệt và bền bỉ để thay đổi cuộc đời mình, đạt được điều bạn từng khao khát.